Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Dội gót theo thầy nương Phật cảnh, tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới, xích xiền chói thân. Tính xong món nợ lần khăn, thoát dòng cơn tỏa pháp thân nhẹ nhàng. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Tấn là giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương đến diễn đàn trao đổi và trình bày cho đồng đạo lãnh hội chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Văn Lưu, là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thông Bình. Kính thưa ông Đỗ Nguyên Bá, là công chức văn hóa xã hội xã Thông Bình. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Cần, là Phó Bí thư chi bộ ấp Phước Tiến. Kính thưa ông Nguyễn Thế Cường, là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Dễ, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, là chánh thư ký văn phòng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa bà Tô Thị Ánh, trưởng ban, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thông Bình, cũng là trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay. Kính thưa các vị trưởng phó ban, các vị trị sự viên, các ban trị sự các xã phường thị trấn hiện có mặt. Kính thưa quý vị đại diện cho nhà tài trợ Mạnh Thường Quân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo và tất cả đồng đạo hiện có mặt kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 10 âm lịch 2023. Tại nơi trụ sở làm việc của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thông Bình, được long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ cho ban tổ chức được thực hiện buổi thuyết giảng giáo lý. Chúng tôi được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương và cùng với Nguyễn Thế Cường đến đây để hợp tác cùng ban tổ chức và đồng đạo để làm nhiệm vụ thuyết giảng giáo lý trong buổi sinh hoạt Phật pháp này. Trước sự quan tâm nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương, ban tổ chức, ban trị sự và chư đồng đạo, đối với giáo lý viên chúng tôi là một niềm vinh hạnh, niềm khích lệ lớn lao. Và trước thâm tình và đầy thiện cảm này, chúng tôi xin chân thành kính lời chào mừng, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, với cuộc sống đời thường của chúng ta là những người tín đồ tại gia cư sĩ, học Phật tu nhân theo giáo lý Đức Thầy chỉ dạy. Từ đó trong cái nhiệm vụ
tu thân lập hạnh cho chính mình để xây dựng cái cuộc sống văn hóa đạo đức, để vừa đối với đời thì được tốt đời, mà vừa trong đạo thì đẹp đạo, để đồng hành với một mục tiêu chung, đó là đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Vì thế tất cả mọi cái công việc, từ cái việc kinh tế cuộc sống gia đình cho đến việc từ thiện xã hội, công việc đạo sự, đều nó không tách rời đối với cái trọng tâm trong nhiệm vụ tu đền đạo thế của Đức Thầy chỉ dạy. Vì thế mà hôm nay đồng đạo chúng ta tuy nhiên đã bận rộn rất nhiều việc, nhưng với cái nhiệm vụ thiêng liêng là tiếp tục khai thông nền đạo pháp, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với cái đời sau. Chính những lời chỉ dạy thiêng liêng cao cả này nhằm mục đích là gắn liền trong nhiệm vụ tu hành của chúng ta với ân Tam Bảo. Bởi vì nếu chúng ta không có cái tinh thần và trách nhiệm để đền ơn Tam Bảo, thì coi như đối với ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước và ân đồng bào nhân loại, chúng ta khó mà thực hiện. Tại vì từ Tam Bảo nó mới có được một cái phương hướng để rồi chúng ta mở mang cái sự hiểu biết về kiến thức đạo đức, về cái nhiệm vụ bổn phận và cái chân lý khổ vui siêu đọa. Do đó đó mà chúng ta mới có được một cái đó là nhận xét và có sự quyết định trong cái việc làm của chúng ta. Vì thế hôm nay trong cái buổi thuyết giảng này cũng không ngoài với cái nhiệm vụ nói trên. Về góc độ ban tổ chức thì chúng tôi thấy rằng không những riêng với xã Thông Bình, mà các xã, các nơi, nơi nào có ban trị sự đều là có những cái chương trình tổ chức thuyết giảng thường xuyên. Mà cái điều đặc biệt hơn nữa đó, và chúng tôi nghĩ rằng là cái địa phương xa xôi này đó, khi mà đến đây thì nghĩ chắc là đồng đạo chúng ta ít lắm, nhưng mà khi thấy cái sự hiện diện đông đủ của quý vị, tôi cảm thấy đây là một cái tấm lòng vì đạo pháp rất cao, thể hiện cái sự đoàn kết giữa đó là chính quyền địa phương, giữa đồng bào địa phương, đồng đạo địa phương và các ban trị sự gần xa, thì nói lên một cái tấm lòng đó là thương yêu lẫn nhau như có một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng nếu như tất cả mỗi người chúng ta ai cũng có được cái tấm lòng cao quý này, thì nền đạo của Đức Thầy sẽ luôn được phát khai rực rỡ. Và để tiếp nối cái nhiệm vụ là cội lành mong đặng đâm chồi chặt gìn Phật đạo đền bội ơn xưa. Thưa quý vị, thôi thì trở về với cái chủ đề hôm nay mà chúng tôi được Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương phân công để cùng với đồng đạo chúng ta tìm hiểu qua ý nghĩa bốn câu là: tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềng trói thân, rồi tính xong món nợ lần khân, thoát dòng cương tỏ pháp thân nhẹ nhàng. Nếu mà đọc cho hết đó thì tiêu diêu đạo đức lượng vàng, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Thôi giờ mình trình bày bốn câu đi, rồi thời gian còn lại mình tính nữa không quý vị đồng đạo, để mình đúc kết lại trong một cái đoạn giảng nó có cái nghĩa là liên quan với nhau. Và lại trong cái chương trình hôm nay thì chúng tôi thấy rằng với cái sự sắp xếp của ban tổ chức đối với hai giáo lý viên của chúng tôi, thì ngoài cái sự thuyết giảng ra đó có những cái câu hỏi gì không xin nói trước, đặng chúng tôi biết, đặng sắp xếp cái thời gian trong chương trình. Nếu không có câu hỏi gì thì chúng tôi dường tên mắt dòng sanh tử có bệnh đặng đâu, rồi chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên, rồi mới tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Đọc hết đoạn vậy đó thì Đức Thầy khi đến Bạc Liêu, Ngài viết rất nhiều bài, nhưng mà ở đây là cái trong cái bài Hoài Cổ Ngài cũng viết ở tại Bạc Liêu. À, thưa quý vị, như chúng ta thấy rằng đó là sống trên đời này đó, chúng ta nó có hai cái điều kiện cần thiết. Một là cái điều kiện vật chất. Vật chất ở đây muốn nói là cơm áo gạo tiền, nhà cửa đất vườn tài sản, rồi vàng bạc gì đó, đó là thuộc về vật chất. Còn ngoài đó ra còn các món thực phẩm để nó bảo vệ sự sống sức khỏe bản thân của chúng ta, rồi nhà ở, rồi cái phương tiện xe cộ máy móc vận dụng, coi như đa phần là các cái nhu cầu cần thiết trong cái đời sống của chúng ta thuộc về vật chất. Cả cái thân tứ đại mình cũng là vật chất. Còn cái đời sống thứ hai đó là đời sống về tinh thần. Tinh thần có nghĩa là cái tâm lực, ý chí, cái tấm lòng mình, cái tâm của mình đó,
Đó là mặt tinh thần. Như vậy thì bảo vệ nuôi dưỡng sự sống về vật chất đó, thì chúng ta lấy vật chất nuôi vật chất, lấy vật chất nuôi thân. Còn nuôi tinh thần lấy gì nuôi, thưa quý đồng đạo? Lấy nuôi cái tinh thần, nuôi cái tâm, nuôi cái linh hồn, huệ mạng của mình đó, mình lấy cái gì nuôi? Và muốn đó là món ăn Phật Pháp, đó là món ăn tinh thần đó, phải không? Do vậy đó mà nếu mà chúng ta đời mà mình sống mà chỉ sống cho vật chất thôi thì coi như mình sống có phân nửa cuộc đời hả? Còn phân nửa đó mình bỏ quên. Mà chính cái đời sống về tinh thần đó, nó mới là đời sống nó mang cái tính là tồn tại đó. Rồi khi mà tất cả những cái sự chi phối của cái lý vô thường, vừa thân tứ đại và cái cuộc sống ở thế gian này, mà khi nó đến một chu kỳ hoại diệt rồi đó, thì cuối cùng còn lại gì, thưa đồng đạo? Còn lại cái linh hồn của chúng ta. Mà cái linh hồn đó đó, nó là một cái sự sống, nó không có cái giới hạn của thời gian. Khi mà nó tắt dứt đi cuộc sống hiện hữu trong cái bản thân đời này, đó, thì nó tiếp tục cái là cái linh hồn đó nó sẽ tiến hóa tùy theo cái nghiệp thiện và ác. Và chúng ta có thể là siêu hay đọa, khổ hay vui, và được làm người hay không được làm người, lên trời hay xuống đất, hay về cực lạc đến nước bàn, đều do cái sự chuyển hóa của tâm linh của chúng ta. Mà muốn có được một cái con đường tiến hóa nó đi lên đó, thì cái điều kiện cần thiết là chúng ta phải sống nương dựa bằng cái tinh thần và ý thức giác ngộ trong đạo Pháp. Chúng ta sống với con đường chân chánh của đạo Pháp. Còn nếu như nhiều đời kiếp qua, lý do tại sao mà chúng ta phải luân hồi sanh lên chết xuống, đọa thân vào ba cõi sáu đường, là cũng là sống trong cái linh hồn. Nhưng mà linh hồn chúng ta bị mê, bị sự che mờ của vô minh, bị sự chi phối của phiền não đó, cho nên từ đó mà linh hồn của chúng ta luôn bị sự ngăn ngại, và nó đi rơi lọt vào cái con đường đau khổ, đó là con đường sa đọa luân hồi. Vì thế mà mục đích con đường theo đạo quy y đó, là chúng ta ý thức rằng cái cuộc đời này, nếu như mình cố gắng, mình đeo đuổi, mình đó là bảo vệ nó, tới cuối cùng rồi chúng ta cũng chết đó. Cho nên Đức Thầy Ngài mới ý thức cái lý vô thường bước đầu trong cái đoạn này, đó là thiều quang thấm thoát dường tên, là Ngài đến đến đi, Ngài qua đêm lại, đó là thiều quang. Nó thiều là tối, quang là sáng, là sớm tối, sớm sáng chiều vậy đó. Là nó ngày qua đây là tháng lại, nó nhanh tợ như là một cái mũi tên bắn ra vậy đó. Cho nên chúng ta nghĩa là mắc dòng sanh tử, sống sanh lên chết xuống hoài hoài như vậy. Cho nên Đức Thầy cho biết rằng có bền đáng đâu. Cho nên nếu mà cuộc sống này mà nó bền đó, thì thôi giờ mình cũng không phải dội gì lo. Một là thân mình sống bền, nó không có bị già bệnh chết. Cũng như thời xưa mà Sĩ Đạt Ta ngày sinh với Phụ Dương á, nếu Phụ Dương không cho con đi tu thì làm sao cho con sống mà trẻ mãi không già, mạnh hoài không đau, sống hoài không chết, và tất cả những loại ai cũng được như vậy thì con không đi tu. Nhưng mà cuối cùng Phụ Dương có ban được không? Thì ở đây chúng ta cũng vậy. Mà Đức Thầy khẳng định rằng những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Vì vậy đó mà ý thức được từ cái lý vô thường đó, cho nên chúng ta nghĩa là tìm cái cuộc sống hồi xưa thì vô thường, là nó không bền chắc, nó ngắn ngủi, nó mỏng manh, nó được, nó còn mất, có không tự nhiên như vậy. Nhưng hôm nay chúng ta quay trở về con đường đạo Pháp, là tìm cái cuộc sống chân thường, là cuộc sống chân thật, cuộc sống lâu bền, cuộc sống hạnh phúc trong cái sự an lạc, chứ không phải hạnh phúc trong sự đau khổ. Do đó mà coi như theo học đạo màu để sớm qua khổ hải, là biển khổ này, để theo học Phật tiên. Từ cái chỗ là tham chi giải tạm cô tìm, từ xưa giờ lý do tại sao mà chúng ta không quay về với cái cuộc sống đạo đức, không quay về với con đường giác ngộ, không quay về để trở thành chúng ta là bậc thánh thiện, để làm tiên thánh, là lý do, thưa đồng đạo, là do chúng ta bị giả tạm của tiền, nó là một cái sự ngăn ngại cho cái đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, nếu nói như bây giờ giả tạm của tiền vật chất sở hữu vợ trong cái cuộc đời này đó, mà chúng ta coi nó giả, chúng ta không cần thiết cũng không được nữa. Tại vì nếu như chúng ta nói thân giả mà không cần thân, mình hành thân ngoại thể, mình làm cho thân mình tan nát, tơi tả, tàn tạ đi, thì như vậy cái thân này mình làm được gì? Có những người người ta đài cái thân này, bỏ ăn, bỏ ngủ, sống trái với con đường trung đạo của Đức Phật dạy, thì bây giờ cái thân này cũng giả tuôn luôn à. Cho nên tuy rằng thân giả, nhưng mà chúng ta nương mượn với cái thân giả này để mà chúng ta làm cái phương tiện để chúng ta tìm cái thật, phải không? Nhờ thân giả này cho nên chúng ta mới có cái phương tiện được đi nghe Pháp, chứ nếu không có thân lấy gì nghe Pháp, phải không? Nhờ cái thân giả này chúng ta mới có đó là
điều kiện để chúng ta làm cái công việc thật sự, làm công việc từ thiện, nó cũng nhờ thân giả này thôi, thưa quý đồng đạo. Do đó tuy nhiên cái giả đó là nó vốn là nó hư hoại, nhưng chúng ta cũng phải nương mượn cái giả này trong cái thời gian trong cái thời gian nào cần thiết thì chúng ta vẫn cần nó thôi, thưa quý đồng đạo. Giống như chiếc thuyền ghe đó, khi mà chúng ta muốn qua một cái con sông lớn thì mình nhờ cái chiếc thuyền, nhưng mà khi qua bờ qua bến rồi thì thôi thì mình bỏ lại. Còn có người bây giờ có khi nào mà mình qua bờ rồi mình vác cái con thuyền mình đi theo không? Vác đi theo đi cũng không nổi đâu. Như vậy thì khi mà chúng ta nương mượn thân này mà chúng ta biết giả, nhưng chúng ta phải bảo vệ gìn giữ nó. Nếu mà thuyền bị bể bị hư thì coi như chúng ta không qua bờ. Thân này chúng ta bị đau bị bệnh, bị chi phối bởi cái sống mà chúng ta thiếu cái khoa học, thiếu văn minh cuộc sống, thì chúng ta tự hoại diệt cái thân này. Thì chúng ta khi học đạo chưa xong, đó là hành đạo chưa đến, rồi đạo mình chưa đắc thì hoại. Cũng giống như xưa Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm tu khổ hạnh đó, đến nỗi rằng là Ngài ngã gục đi chưa đắc đạo. Khi mà Ngài uống bát sữa xong đó, Ngài mới suy nghĩ lại con đường trung đạo, thôi bây giờ ăn uống bình thường để đi công phu hành đạo, cho nên lúc bấy giờ Ngài mới đắc đạo. Như vậy thì một là thân tuy giả nhưng chúng ta không được quyền hủy hoại nó, mà phải bảo vệ nó làm phương tiện để làm cái nhịp cầu duyên, để mà chúng ta tạo các cái điều phước báo nhân duyên tâm lành, để đem cái hạnh niềm an vui và hạnh phúc cho mình và tất cả mọi người đó. Cho nên giả nhưng mà không được bỏ, cho nên sắc không không sắc là vậy, chúng ta phải nương với nhau. Rồi bây giờ thêm cái của cải, giả tạm của tiền, bây giờ của và tiền. Thí dụ như tôi nói gần đây đó, là cô bác đồng đạo chúng ta, nếu bây giờ cái yêu cầu của các ban trị sự là ai cũng muốn có trụ sở, có văn phòng, có nơi làm việc cố định, thì phải hùng tiền ra, người có tiền nhiều thì giúp đỡ cho ban trị sự mua đất, rồi người giúp sức giúp công đang xây dựng cơ sở. Đó cũng nhờ vật chất đó mà chúng ta mới dựng lập được nên cái sự nghiệp đạo pháp. Nhờ có vật chất đó chúng ta mới thể hiện cái tấm lòng từ bi hỷ xả để ban vui cứu khổ cho đồng bào nhân loại, cho xã hội. Đó, cho nên vật chất của tiền tuy nó giả nhưng chúng ta đừng xem nó là một cách đơn giản. Đó, cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải mượn phương tiện nó để mà xây nền đắp móng, để là phát triển, để giữa là mở rộng lên cái con đường để làm lợi lạc cho đạo cho đời. Cho nên của và tiền, của là muốn nói nhà cửa đất đai xe cộ phương tiện, tiền là những cái đồng tiền, những cái mà cái vốn liếng mình đã tích lũy mình làm ra có được. Hồi xưa thì của và tiền đây đó chúng ta có, chúng ta bảo thủ để gìn giữ. Của Dương Thế thì góp tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò, lo tước quyền cho được thơm tho, sợ cái khó thiếu tiền chẳng trả. Có của mà ngủ không yên giấc, cho nên vì vậy đó mà cái của nó hành thân mình khổ đó. Chúng tôi nhớ hồi xưa đó có một cái câu chuyện, có một cái ông phú trưởng giả trong làng đó. Ông cuộc sống vừa giàu có với của cải lắm, nhưng mà ông không lúc nào được thanh thản cuộc đời lắm. Cái bữa nay ông đi với một cái cởi một con lừa, ông đi dạo cảnh ngoạn cảnh vùng miền quê rồi vậy đó, giống như đi du lịch miền quê đó. Khi mà ông đi đến một cái xóm nhà ở là bên cạnh đó, thì thấy có một cái anh thợ rèn này đó, nhà trống trước trống sau, không có cửa, không vách, không có tài sản, chỉ có cái lò rèn không à. Mà thân hình anh đó thì to người, mập mạp, tốt tướng lắm. Anh ngồi anh cứ đập cốc chẽn hoài đó. Rồi bây giờ sau khi đó rồi thì ông phú dưỡng giả ông đến hỏi: này anh à, tôi thấy cuộc sống anh nghèo nàn cơ cực quá, mà anh có cái cách sống gì mà anh có sức khỏe tốt thế? Cái nói tôi đâu có cách gì đâu, tại vì cuộc đời tôi vốn là vô sản, không có gì để lo để giữ. Sáng này đập lò rèn cốc chẽn vậy là kiếm chút cơm gạo để cho bản thân ăn sống, chiều là nằm xuống ngủ khỏi lo, cứ này ngày qua tháng lại, cho nên cuộc sống tôi không có gì vướng bận, cho nên chúng tôi cảm thấy mình tự tại. Cho nên ông phú dưỡng giả nói thấy rằng cái cảnh sống anh khó khăn, thôi để tôi tặng cho anh một số tiền của. Thì ông phú dưỡng giả mới cho lại ông là chắc cũng mấy cây vàng đó, vàng bạc cho ông để ông làm phương tiện sống, xây dựng nhà cửa rồi lại con vợ có chỗ nương thân, với ông sống gì sao được. Quý vị biết sau khi mà ông phú dưỡng giả tặng vàng rồi bạc cho ông rồi đó, thì bắt đầu chiều hôm nay là ông bị hành. Ông nói hồi xưa giờ mình nghèo khổ mà ở đây sớm riền ai cũng biết rằng là mình được ông phú trưởng giả cho vàng rồi, cho tiền rồi, thôi bây giờ tính sao đây, đang bảo vệ mình chưa kịp đem ra xài, có chừng đêm nay đó là gian phi trộm đạo nó tới, nó rình rập, nó móc túi mình rồi
Thế ông suy nghĩ vậy, cái tối nay ông đem cái gói và tiền vàng đó ông gói vô, bây giờ gói ở đâu? Ông kê vô cái đầu nằm mà ông để dưới cái gói á. Ông nói để trên gói cũng không yên, nó lỡ mình ngủ mê nó dở gói nó lấy. Thôi ông gói trong bụng. Gói trong bụng thì ông nằm nó cấn qua cấn lại cũng khó ngủ nữa. Nó mà bây giờ nếu mà ông trộm vô nó biết chắc rằng là mình để nậu trong mình, nó cũng lật qua, có khi mình nó giết mình nó lấy nữa không được. Bây giờ ông mới bỏ ra, ông mới đem ra cái lò rèn đó, moi ba cái tro than đó, còn lò rèn ông cào lên, ông vùi dưới đó. Mới vô nằm liêm diêm gần ngủ, cái ông suy nghĩ nó không được. Bây giờ nó còn một số mà than mà nó còn cháy ngúng ở dưới đó, lỡ nó ngúng lên nó chảy hoa vàng mình hết. Thôi ông ra ông cào lên, bây giờ ông nói bây giờ trong nhà không có chỗ cất, ngoài lò rèn không có chỗ để. Thôi bây giờ ra khỏi nhà luôn. Ông ôm cái cục vàng đó, ông ra ngoài, ông nghe nói thôi. Giờ ra ngoài, bây giờ nếu ở dưới thì nó biết, bây giờ mình trèo lên cái cây, ông lên chăn hai, ông ngồi trên á. Ông lên ông ngồi đó, ông nói giờ chắc ăn là ăn trộm, nó có lại nhà mình không thấy mình thì thôi. Mà nó đi dòm dòm dưới nó không thấy mình thì thôi, mình ở trên cây mà. Khi mà ông lên trên cây, ông mới có, ông dựa trên chăn hai, ông nằm thêm thiếp, ông nói không được. Lỡ mình ngủ quên mà lỡ mà nó rớt xuống mình chết. Rớt xuống chết nữa. Thôi bây giờ tuột xuống ở trên bờ thì giờ sợ ăn trộm nó, bây giờ đi xuống sông ở. Giờ ông thấy ở gần nó có mấy cái nhà sàn đó, ông xuống ông đeo cái trụ nhà sàn của người ta ở dưới. Thì mới ngồi núp ở dưới ra ngang cái ông cũng chưa ngủ được nữa. Rồi mới liêm diêm đó, trời cũng quá hơn nửa đêm rồi. Cái ông nói không được, mình ngồi đây ta tiêu chủ nhà, lỡ ta phát hiện ta nói mình ăn trộm gần nhà chúng ta đánh đập mình nữa. Thì thôi ông lồm cồm ông bò lên thì trời gần sáng rồi. Đó, thì đêm nay ông sợ kiểu này, đêm mơ ông sợ kiểu khác. Qua 7 ngày sau phú trưởng giả trở về đó thì hỏi sao mấy bữa gà ông có của cải, ông thấy sung sướng chưa? Nói thôi ông ơi, mấy bữa gà nó hành tôi bỏ ăn bỏ ngủ, giờ thân tôi bữa nay ốm nhom nhá nè. Thôi của ông tôi trả cho ông đó, không cần nữa. Tôi làm nhiều có nhiều mà, thôi nhiều vậy. Đó là cái câu chuyện. Thôi giờ cho dặn bắt tay đi. Như vậy thì thưa quý vị, ngày xưa khi mà chúng ta chưa hiểu biết cái của cải nó là một cái điều nó có, mình biết cách xài, cách sử dụng đó thì nó khổ vậy đó. Còn bây giờ mình biết cách rồi, có nhiều nào tốt nấy. Để chúng tôi giải thích cho quý vị hiểu vấn đề này. Tại vì là đó là cái chỗ mà người ta tham chi giả tạm của tiền, là những người tham trong cái sự tham cầu vật chất, tham trong cái bảo thủ ích kỷ, tham để hưởng riêng cho chính mình. Cho nên chúng ta từ cái chỗ đó, một là chúng ta tham gì đây? Đức Thầy cho biết rằng là tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Đó. Như vậy thì là trong cái tham đó, Đức Thầy Ngài nhắc nhở cho chúng ta đó là sao đây? Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, của thế trời như mật dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Nó hồi xưa mình tham đâu thì chết đó. Đó là bảo thủ giữ gìn đâu là khổ đó. Đó dành lúc tận số nằm trơ một xác, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai lại, chẳng bước tiễn đưa một bước. Đó. Khi mà mình chưa hiểu đạo thì mình đâu có biết được cái tai họa của cái tham, tai họa của tiền vật chất đó. Đôi khi là do tiền của vật chất này nó mang lại cho chúng ta có đời sống an vui hạnh phúc, nó mang lại cho đồng bào xã hội được ấm êm, có những cái mái ấm gia đình, có những bữa ăn ngon miệng, có những cái cơn bệnh mà được cứu chữa, có những cái mái nhà tình thương nó rất đầy đủ. Đó là vật chất của tiền để giúp sức đó. Cho nên chúng ta biết cách vận dụng vật chất của tiền này. Hồi xưa mình lo riêng cho mình, bây giờ có mình lo cho tất cả mọi người. Đây là cái chỗ mình không phải mình tham, nhưng mà đây là biết cách để chúng ta sử dụng. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ tham chi giả tạm của tiền như vậy thì hỏi chết rồi chúng ta sao đây? Mà Ngài khẳng định rằng là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đỏ nhiều ngày thảm thê. Thấy không? Vậy thì sau khi mà chúng ta giàu cho có bảo vệ gìn giữ nó, cuối cùng hết cái cuộc đời này đi nữa, chúng ta cũng phải buông tay nhắm mắt, phải bỏ đi. À, để mà đem theo cái tội và phước. Đây là cái điều Đức Thầy đã khẳng định rồi. Và chúng tôi nhớ khi xưa đó, trên cái đường hóa duyên của Đức Phật, đi qua một cái vùng đất mà bị sạt lở đó, thì phát hiện có một cái vật quý giá vô cùng.
cái Đức Phật đó này, A Nan và các vị đệ tử các ông á, nên lách qua con đường khác. Hôm nay chúng ta nghĩa là gặp quán tạc đón đường rồi. Thì nghe cái tiếng mà quán tạc đón đường đó thì mấy cái tên thợ săn trong rừng nghe dội dội đó chạy ra, tưởng đâu Đức Phật và tăng đoàn bị là mấy cái tên là lâm tạc đó, là nó sơn tạc nó đón đường nó làm hại. Nhưng mà sau khi mà đi ra đó thì không thấy ai, và đi đến cái vực đất lở thì thấy cái một cái hũ. Cái hũ đó quý vị biết hũ gì không? Hũ vàng. Thì sau khi cái hũ vàng này được phát hiện thì bây giờ ba cái tên thợ săn này đó mới bàn tính với nhau, bữa nay mình trúng mối rồi, đem vàng của đó ra, bắt đầu mới là bàn với nhau, thôi giờ bữa nay mình ba cái món này đó mình chia làm ba phần, cái hũ vàng này chia làm ba phần. Mà bây giờ trước khi mà mình là chia đó, mình làm cái buổi tiệc để ăn mừng, mới mở là sai cái một ông á, là ông đi mua rượu đi đó, để ở đây về mình có làm một tiệc nhỏ. Khi cái ông mua rượu, ông ra đó, ông nói bây giờ cái của nó quá to, mà nếu chia ra ba phần thì nó hơi ít, mình có một phần một à. Bây giờ bữa nay mình mua rượu, mình để thuốc độc vô thì về coi như cho hai cha kia uống chết, mình còn là mình nó quá khỏe phải không? Đó, cái suy nghĩ như vậy thì ông ta làm thiệt. Nhưng mà hai cái ông ngồi ở đây đó thì ông nói bây giờ là mình trừ ra một người, còn hai mình chia nó nhiều hơn. Cho nên trong cái lúc mà đi qua cái đoạn đường vắng đó, thì hai cái người này là giống như chặn đường đập chết cái ông kia đó, chết hết một mạng rồi. Còn hai người này nó vậy thì bây giờ mình trọn hưởng phải không? Thôi giờ lật rượu thịt ra mình ăn uống cho no say rồi đó, là bắt đầu là mình chia nhau. Mà không ngờ bây giờ trong thức ăn rượu này đó đã tẩm độc rồi, ăn vô hai người cũng chết luôn phải không? Rồi ngã ba người chết hết, hũ vàng chưa có được xài cái gì chân á. Thì mấy con chim trên rừng nó thấy là đồ ăn bỏ ta lại đó, nó nhào xuống nó ăn, nó cũng chết luôn. Cho nên là xưa cho biết rằng là nhân tham tài tất tử, điểu tham thực tất vong đó. Đó, cho nên tham chi giả tạm của tiền, nếu mà tham mà để do cái lòng tàn nhẫn, cho lòng độc ác để mà giết người lấy của đó, là gạt người để là lường công lọt của đó, đây là những cái chỗ tham này là trong tội lỗi. Tham này trong vô minh, tham này trong si mê, tham này sẽ giữ nhân quả để chi phối đời đời kiếp kiếp. Cho nên Đức Thầy chỉ sợ mình đó, hồi xưa cái thời kỳ còn đơn sơ, cuộc sống vật chất còn hạn chế, cho nên đó là cái sự phát triển về các mặt về xã hội vật chất bây giờ nó ít, hồi xưa ít, bây giờ quá nhiều. Mà nếu như Đức Thầy Ngài không ý thức về cuộc sống vô thường, một là thân của ta chúng ta vô thường, hai là của vô thường, giờ thì bây giờ chúng ta làm sao mình bỏ được phải không đồng đạo? Đó, cho nên chúng ta chấp nhận sống để mà hưởng, sống để mà mình nương nhờ, sống để bảo vệ. Và chính cái bảo vệ đó nó là một cái ý tưởng, một cái nghiệp thức cuối cuộc đời, sau khi chúng ta nghĩa là sắp sửa ra đi mà cũng chưa được yên nữa. Sống đã không yên, ngủ ăn không được, mà từ cái chỗ nghĩa là do cái chỗ của tiền này đôi khi nó làm cho nghĩa là con người rất là đau khổ. Cũng như Đức Thầy biết, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia bách. Vậy thì hôm nay vì muốn cho chúng ta nghĩa là giải tỏa đi cái tư tưởng bảo thủ, ô nhiễm, cố chấp trong cái vật chất của tiền, danh lợi, từ thân, của cải, tài sản, để cho chúng ta nghĩa là biết đó vô thường, để khi mà chúng ta một là không bị cái tư tưởng nó ràng buộc chúng ta, để rảnh cái tâm mình đó, là cho nên nghĩa là chi bằng theo học đạo màu mới được, phải không? Đi học đạo nghe pháp. Còn hai, nhờ ý thức được cái của cải vô thường, thân vô thường này, cho nên chúng ta không vì thân mà cho nên không đó là bế sửa sang dồi mài cạo gọt nữa, không nó cưng nó dưỡng nó như tích chữ cơm tiền dành cho nó ăn, dành để thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền thanh sát cho nó vui, xây dựng cửa nhà cho nó ở. Hồi xưa giờ mình tính nó thiệt, cho nên lo cho nó vậy đó, lo cho nó không thì đâu có thời gian lo cho ai phải không? Đó, cho nên vì vậy mà nhờ ý thức vô thường của bản thân, cho nên chúng ta nghĩa là rũ bỏ, xả bỏ lòng ích kỷ, bảo thủ riêng cho mình. Và khi mà phát nguyện quy theo đạo thầy, những thầy đó cho biết đó là từ ngày thọ giáo với thầy, diệt lòng dị kỷ, đầy lòng yêu dân. Nhờ tình yêu thương đó rồi chúng ta thấy rằng đó là của cải thế gian. Ủa? Nãy giờ nó bị tắt hết cái thùng á. Của cải thế gian này đó, mà Đức Thầy Ngài cho biết rằng là cảnh dương nhớ gian muôn thảm
ở ngàn sau, ngó vàng vật đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường hại sớm tàu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhòi. Đó, cho nên bây giờ của tiền đó là giả của năm nhà. Ngày xưa Đức Phật nói là của năm nhà không phải của mình. Cái nhiều những người nghe người ta chưa có hiểu tới, ta nói ủa sao của mình cho cất trong tủ đây mà nói của năm nhà. Đức Phật nói một là của lửa, khi mà lửa nó bốc cháy lên như cái mấy cái cuộc quả quạng vừa đầu quý vị thấy coi còn gì không, không còn gì hết. Đó, cho nên một là của lửa nè, hai là của nước, khi mà nước nó lũ lụt như miền Trung rồi các nước ngoài bây giờ đó, trôi sạch trơn luôn. Đó, đời này giành việc làm chi đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Danh của nước là hai. Thứ ba là của ăn trộm ăn cướp. Mình nói trong tủ trong nhà mình vậy chứ coi chừng à. Bây giờ cái cách là lấy của khoa học lắm. Chỉ cần thuốc mê nó cho mình một liều một thôi là ngủ ngay ngất hết, vô nó cả tủ lấy đồ hết. Cho nên vì vậy đó là của ăn trộm ăn cướp. Rồi bốn là của, nếu mà mình làm việc phi pháp thì nhà nước xung công là của nhà nước, đâu phải của mình phải không. Còn thứ năm là của con phá tán. Mình không có phước rồi của mình để dành, thay vì mình đem cho giống như gửi ngân hàng Tây Phương, nó vốn không mất. Còn bây giờ mình để trong tủ các con mình, nó chơi game cá độ, nó xì ke ma tí, nó xài tứ đổ tường, thì coi như của mình cũng không còn, phải không đồng đạo. Do vậy đó mà hôm nay vì muốn bảo vệ cho cái gọi là cái thành quả trong cuộc đời tu của chúng ta, bảo vệ cái tài sản vô giá của chúng ta. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo, mình nghĩ là tiền của vật chất là quý, là thật. Nhưng mà hôm nay mình biết rồi đó là phước đức quý hơn bạc vàng. Bây giờ tích lũy nó tạo thành phước đức. Đó, để những người bác ác là giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật Thánh kính gì bề trên. Và hai nữa là chúng ta nhờ ý thức được vô thường và quay về cửa đạo, để chúng ta tăng trưởng hạnh lành, phát lộ lòng từ bi. Mà lòng từ bi đó là một cái kho báu vô giá. Chúng ta bỏ cái vật chất hôm nay, lấy vật chất hôm nay chúng ta đổi lại để là phục, là hồi lại cái ý tưởng giác ngộ, trở về với cái tâm thiện, tâm lành, tâm từ bi bác ái của chúng ta. Thì Ngài cho biết rằng tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bị tánh thiện đó. Ngọc ngà châu báo không có gì mà so bằng với tâm lành tánh thiện hết, thưa đồng đạo. Do vậy mà nếu chúng ta muốn có được cái kho báo lớn này thì chúng ta phải xem nhẹ cái của đó, để lấy của này ra để mà mình cho người với cái lòng từ bi nhân ái, vì cái tâm lòng thương người chúng ta cho đó. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta không tham nữa. Mà không tham thì tất nhiên chúng ta không bị cái nhân luân hồi. Không tham chúng ta không còn tính cái tranh đấu hơn thua, giành giật cấu xé, gây sự đau khổ với nhau. Mà không tham thì thế giới này không tham thì không chiến tranh, xã hội không tham thì không cuồng loạn, gia đình không tham là không bị chia rẽ. Còn đời bản thân chúng ta là chúng ta không tham là chúng ta không mang vào những cái sự họa ương tai ách cho bản thân của chính mình. Vậy thì tham chi giả tạm của thề tiền, đây là cái câu thứ nhất Đức Thầy muốn ý thức cho chúng ta nên nhận xét và biết được vô thường của cuộc đời, của vật chất đó, mà chúng ta đó là buông bỏ nó đi. Buông bỏ bằng cách đem cho chứ không phải đem quỷ hoại, đem đốt, đem thiêu, đem thả trôi, không phải vậy. Cũng như các nhà tài trợ Mạnh Thường Quân ở thành phố rồi đó, cũng ý thức được chỗ này mà cho nên đem của cải ra cho hoài, cho hoài, cho hoài, mà cho hoài mà cũng không hết. Đó, cho bằng cái tấm lòng, cho nên cái duyên này không biết bao lớn. Đó là mà chúng ta có trí tuệ cho nên chúng ta mới biết cái cách diệu dụng như vậy. Vậy thì nếu như chúng ta mà tham chi giả tạm của tiền như vậy rồi thì giống như chim vào lưới. Đức Thầy tỷ dụ nè, so sánh tỷ dụ là như con chim mà vào lưới thôi. Đó, và xích xiềng trói thân. Tại sao mà nếu mà chúng ta tham giả tạm của tiền này như chim vào lưới? Tại vì có những người đó là khi mà tham quá rồi đó, biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đáy, càng làm không kiêng, mỉa mai đến kẻ tu hiền làm cho thỏa chí miên nhất nào. Không ngăn không đáy, càng làm không kiêng. Bây giờ một là giàu sang lắm kẻ vô nghì, ý mình trên bậc kể gì nghĩa nhân, chẳng kiêng chẳng nể Phật thần, suy mưu làm quấy nghiệp trần phải mang. Cho nên bây giờ không kiêng kể gì cái nhân quả tội phước chứ, rồi không kể gì nghĩa nhân gì chứ. Mà chính do cái chỗ là chúng ta bị không có nghĩa nhân, cho nên chúng ta không có cái tấm lòng vì người đó. Vậy thì hôm nay đó, sau khi đó là chúng ta bị rơi vào cái vấn đề mà
tham giả tạm của tiền như con chim vào lưới thôi. Nếu như bây giờ mình phạm vào trong cái vì lòng tham mà chúng ta nghĩa là sẵn sàng thẳng tay làm những việc ác, thì mình rơi vào cái lưới như, lưới gọi là lưới nhân quả, gọi là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lòng lộng thương mà chẳng lọt. Mà luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Mà hãy miễn tham thì bây giờ đâu có từ nan việc gì, phải không quý đồng đạo? Giết người, cướp của, đoạt giật tài sản, nói dối, nói gạt, nói láo đủ thứ chân. Đây là những cái hậu quả gây ảnh hưởng mà chúng ta rơi vào cái lưới nhân quả luật trời. Cái thứ hai là cái người tham đến nỗi bây giờ mình làm đủ ăn đủ mặc thôi đi. Bây giờ do tham vọng cầu kỳ, muốn sắm theo cái các cái nhà cho mấy tầng, rồi bây giờ sắm là những cái vật đồ vật cho cao cấp, bản thân mình hưởng thụ. Cho nên bây giờ làm thẳng tay làm những gì phi pháp, dùng biên giới này lơ lơ mơ đi lọt vào chỗ buôn lậu nè. Nếu mà không có căn cứ theo cái chánh nghiệp đức thầy dạy đó, nuôi điếm bán á phiện buôn rượu đầu cơ cho gia cắt cổ, mấy cái nghề này do tham không mà làm năm cái nghề tà nghiệp như vậy đó. Thì hỏi quý vị, nếu mà làm như vậy rồi thì bây giờ vô vi thì lọt vào cái lưới trời và nhân quả, về hữu vi thì lọt vào cái lưới pháp lực. Nhà nước đâu có tha luật pháp đâu, có chừa mình đâu, phải không đồng đạo? Vậy thì bây giờ như chim vào lưới chắc ăn rồi. Còn ở chúng ta hôm nay cũng vậy đó. Nếu mà mình tham, mình cứ chạy đua hoài, đuổi theo nó hoài, thì coi như chúng ta bị nhớ giống như chim ở trong cá chậu, chim lòng ở trong lưới thôi. Muốn tung bay gì cũng không được chứ. Muốn tự do thông thả không được. Giờ mình xin về suy nghĩ nè. Hôm nay mình bỏ đi làm từ thiện một ngày, thì tính lại bữa nay mình ngày mình ở nhà mà làm ăn buôn bán vô 1 triệu mấy. Cho nên thôi vì 1 triệu mấy này đó mà chúng ta ở nhà có được đi đâu đâu, cho nên giấu như chim ở trong lưới rồi đó. Rồi bữa nay mình đến ban trị sự nghe thuyết giảng Phật pháp, mình đã ý thức giác ngộ vì đạo, vì thầy, vì sự nghiệp giải thoát, vì muốn đoạn với con đường đau khổ, cho nên chúng ta đi. Chứ không phải mà đi đến đây ban trị sự là cho mình cái gì. Ý thức như vậy chứ thiệt sự mà nếu tính lời tính lỗ ha. Bữa nay đi tới đây bỏ công an việc nhà nè, rồi tốn tiền đây tới đây cái trường ban trị sự lên tiếng kêu gọi đang hùng tiền từ thiện này nọ nữa. Cho nên nhiều mà sợ hao tốn của cả vật chất thời gian, mất công ăn việc làm, lợi quyền lợi cá nhân, thì không bao giờ đi đâu trơn. Mình tự trói thân mình trong nhà hoài, phải không có đồng đạo? Bước ra là sợ này sợ kia, sợ hao sợ tốn, sợ lời sợ bị ảnh hưởng. Rồi hai nữa là bây giờ ở nhà ra đi sợ nhà con cái lấy đồ, sợ trộm cắp, nó đủ thứ. Cho nên con chim giống như mình là như chim bị cái lưới bao hoài, cái lưới danh lợi vật chất nó buộc chân mình ở chúng ta, phải không? Chúng ta hồi xưa đó nhớ cái câu chuyện là trong cái khu rừng nọ nó có một cái đoàn chim rất là đông, nó hàng ngày bay những cái nơi khu rừng này qua khu rừng khác để kiếm những cái món ăn thích hợp. Thì trong một cái khu vườn của một ông chủ vườn nọ đó, ổng mới trồng những cái loại hoa quả cây trái thơm ngon, tới mùa nó là trổ bông vàng mùi thơm ngào ngạt hết. Cho nên mấy con chim này bây giờ đi trong rừng thì xa xa mới có một cây có quả chín, còn bây giờ trong vườn ông này có sẵn, thôi bây giờ mình rủ lửa kéo cả đoàn đến đó để mà là ăn những cái quả chín của vườn cây của ông chủ. Mấy ngày qua cái sự tổn thất, cái miếng vườn bị là những quả chín bị chim ăn hết trơn rồi. Ông suy nghĩ bây giờ muốn giữ cái thành quả, cái quyền lợi của mình phải làm sao. Ông mới bày ra cái thế là làm những cái bẫy để bắt chim đó. Cho nên ông gài bẫy, ông bắt chim là bằng cách là ông làm thế vào những cái món trái cây ngon thơm đó. Ông mới làm những cái món đó là đồ chiên rất là thơm, mà mỗi một món miếng mồi đó ông buộc vô cái bẫy. Thì sau khi cái đàn chim nó đáp xuống rồi, nghe cái mùi thơm bữa nay mùi thơm lạ hơn mùi thơm mỗi bữa. Mỗi bữa mùi thơm trái cây không, bữa nay mùi thơm gì nghe nó lạ làm sao đâu á. Cho nên khi mà xà cánh xuống rồi em nào cũng có là nhắm mấy món. Bây giờ đó miếng đó miếng treo đầy hết trơn, cho nên đớp miếng mồi là bẫy nó sập một cái là dính. Con thì dính cánh, con dính đầu, con dính chân, không em nào bay đi đâu được hết. Vì nhũng nhãn thì bữa nào cái ông chủ vườn ông cũng ra, ông gỡ ra rồi ông bắt, ông bỏ vô lòng, ông nhốt lại đó. Chưa nói biết là sự nghiệp đó là hậu quả cuộc đời ra sao. Qua mấy ngày như vậy đó ha, đàn chim bắt vô gần hết, còn lọt có một vài con đó là thoát được, nó quả hồ nó chạy thôi. Sau khi trở về rồi đó ha, cái trong cái đàn chim bị bắt trong lòng này rồi đó, bây giờ sợ quá không biết gì vụ gì. Nhưng mà khi về thấy cái bà, cái người chủ là chủ vườn đó đối đãi tốt quá, gạo trắng nước trong để trong lòng, muốn ăn giờ nào ăn, muốn uống giờ nào uống, khỏi cần phải bay đi đâu cho xa. Rồi bây giờ tung tăng múa hát tự do, không ai gầy la gì nữa hết.
Chứ nó nói là mình hiểu lầm chứ lúc mình ở ngoài trời bay đi kiếm ăn rất là vất vả, khi có khi không, khi đo, no khi đói. Bây giờ vô trong lòng có sẵn rồi, bây giờ mình cứ tha hồ ở đây hưởng thụ, khỏi lo gì hết trơn á. Cho nên lúc này là cái đàn chim bị nhốt trong lòng này không có lo nữa. Nhưng mà đặc biệt có một con chim nó là nó khôn ngoan, gọi là con chim thanh điểu đó. Nó nói người chủ lạ vườn này ti nói vậy chứ không phải tốt với mình đâu, nhưng mà nói mấy cái các bạn không có nghe. Thôi giờ con chim này nó tự suy nghĩ và tự giải quyết cho cá nhân của nó. Kể từ hôm nay không ăn, không uống, không ca, không hát gì chứ, cứ nằm cú rũ hoài. 7 ngày sau đó là đúng ngày giờ rồi đó. Cái người chủ vườn đó là hợp đồng với chị bán hàng ở ngoài chợ. Bữa nay tôi đếm ra đếm cho chị số, tôi đã bắt được một số chim nhốt trong lòng bởi mấy gà nuôi cho nó ăn no rồi, có thịt rồi đó. Cho nên sau khi đem ra đó, hắn là nhả giá xong rồi là bắt từ con ra dặn cổ hết rồi giao cho chị bán hàng lấy tiền. Cuối cùng còn có mình con thanh điểu này, sau con nào cũng nặng cân mà con này sao nó nhẹ xìu à, còn có bộ lông bộ xương không rồi còn gì đâu. Cho nên nó là cân lên cân xuống nhẹ quá chị, thôi bây giờ cái này bớt đi, hay là bây giờ mình bắt đi đó. Cho nên cơ hội thanh điểu nó biết thế nào, giờ cuối cùng mình cũng phải ra khỏi lòng thôi. Cho nên nó bây giờ nó giả chết sù lông ở trên nằm yên ru đó. Khi mà bắt ra khỏi rồi mới vừa bà chị bán hàng mới đưa lên tay cân lên, ông tao thoát con bay luôn. Đây là cơ hội thoát thân ra khỏi, cho nên bay một cái rét vào gần, bởi vì lúc này nhẹ mình bay còn mau dữ nữa chứ đâu có đau bệnh gì đâu. Nhưng mà tại nhịn ăn nhịn uống cho nó ốm mình thôi, nhưng mà cái ý chí cái tư tưởng lúc nào cũng muốn ra khỏi cái lòng hết á. Cho nên thanh điểu được sống, khi bay trở về gần thì cả đoàn bị chết hết, rất đau buồn, rất hối tiếc, rất thương những người đồng bạn của mình. Thì thưa quý vị, khi câu chuyện này được kể lên đó, cái bình luận qua cái ý nghĩa trong kinh Phật nó cho biết là tất cả cái như đoàn chim kia tượng trưng cho một cái đoàn người trong cái thế gian này luôn sống nương dựa với cái sự sống về vật chất. Nhưng mà ở đây đó, những cái mà cái hiện có chúng ta thì chúng ta cứ hưởng đi, cái thiên nhiên trời ban tặng mình hưởng đi, còn cái của người ta mà đến đây mình ăn là không êm rồi. Vậy thì trong đời này cả những người ta tham cầu mong muốn những cái gì đó, nó lạm dụng đi, chữ tham lam là tham làm. Như vậy thì giống như bây giờ thanh điểu kia vì ý thức được cái sự khổ ngày mai đây chúng ra là cả đoàn phải vào tay của chị bạn hàng, cho nên nó chấp nhận nhịn ăn nhịn uống. Còn hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta biết rằng ngày mai đây chúng ta sẽ vào tay ai, thưa đồng đạo? Vào tay của tử thần, phải không? Đó, thì bây giờ là nếu như chúng ta nghĩ rằng là như cái đàn chim kia là không có sợ, có gạo trắng nước trong, cứ ăn uống cứ ca hát tối ngày, còn mình hôm nay có của cải vật chất rồi cứ hưởng tối ngày, cũng không lo cái gì khác hơn nữa. Cho nên trong đó chúng ta bị vật chất danh lợi nó ru ngủ mình đi, mình không có giác ngộ, không sợ. Còn con thanh điểu kia là tượng trưng cho cái người có giác ngộ, có nhận thức, có trí tuệ và sợ sanh tử, sợ cái con đường chết. Cho nên bây nhịn, bây giờ mình cũng đang không nhịn, biết đời là vui đó, nhưng mà vui thì trong đó có khổ. Biết những cái ăn sang mặc đẹp đó là cái đó là để sung sướng, bởi vì thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc sở hình với chức phận cho cao cho quý. Đây là những cái món này lục căn lục trần nhiễm như lục trần, ai không thích, thưa đồng đạo? Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ham mến cái đó đó, thì thầy đã biết là người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng cho xác thịt, làm cho trí tuệ càng ngày càng mờ ám ngu đần, không còn lo lắng sự tiêu diệt đó. Cho nên vì vậy đó mà hôm nay Đức Thầy Ngài nhắc nhở chúng ta đó, thế nên hãy xa lánh những điều làm cho tinh thần bị đen tối, bỏ hết các đài cát, xa qua thân mình, tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh. Vậy thì con thanh điểu kia tự chủ không muốn ăn, không muốn uống, nghĩa là không muốn hưởng thụ, giống như chúng ta cũng vậy đó. Mình tại sao mình phải nhịn danh lợi tình, tại sao mình phải chịu vất vả giữ giới ăn chay thức khuya dậy sớm để chi, thưa đồng đạo? Tại vì nếu không nhịn cái này là mai mốt là chị Văn Hà tới, phải không? Mình không nhịn cái này đó thì mai mốt tử thần tới. Bởi vì để ma bệnh theo hào bén gót, thần chết kia ôm hót bên mình, cho nên hót mình rồi à. Nên mình nhịn, bằng mình nhìn cách, bằng cách là Đức Thầy cho biết rằng á, là bước đầu vào con đường á, là tu hành đó, chúng ta bắt đầu nhịn đi. Thì nhịn một thời gian đó, một là để cho chúng ta nghĩa là không còn tích lũy những cái nghiệp, để không còn nặng mình nữa, phải không? Thứ hai đó, để chờ cơ hội.
thì chờ cơ hội khi mà mở cửa lòng. Đây là một cái dịp để chúng ta có đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, đủ phước duyên để chúng ta nghĩa là ước trong họ nhẹ mình có cánh để bào đồng bá về cực lạc một đàn. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải nhịn nha. Một là nhịn ăn, hai là nhịn mặc, ba là nhịn những cái ham muốn đó, rồi nhịn những cái lời ta cay tiếng đắng, những lời đó là thị phi thiêu dệt mà Đức Thầy viết cõi hồng trần các diễn mến ưa sự giả tạm ta nên rứt bỏ, là nhịn. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thì phải thiệt hành, chứ đừng có ham điều sung sướng, đó là thanh điểu, lúc này là chịu khổ rồi đó. Và Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề, thấy một đường thẳng bản mà mê âu chuyện đó mới là màu nhiệm. Thì thanh điểu được bay khỏi cái lòng và tự tại vào rừng sống cuộc sống thiên nhiên. Còn hôm nay chúng ta nhờ nhịn chừa, biết khắc mình, biết khép khuôn vào cuộc sống đạo hạnh giới lực đó, thì cuối cùng chúng ta cũng thoát dòng cương tỏ. Để giờ chúng ta nghĩa là dứt được nó, ấy là giải thoát. Cũng như vậy thưa quý đồng đạo, vì tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới, xích xiềng trở thân. Thì chúng ta nếu mà tiếp tục không nghe lời Đức Thầy dạy thì cũng y chang như vậy thôi. Chim vào lưới, xích xiềng trở thân. Thì xích xiềng đó là không phải dây xích, dây xiềng. Bây giờ dây xích người ta còn lấy kéo cắt, lấy những cái loại mà dụng cụ người ta sẽ giải quyết rất là nhanh thôi. Nhưng mà dây xích này mà nó trói mình, nó không có kéo nào cắt được chứ thưa đồng đạo. Đó, một là cái sợi dây danh, dây lợi và dây tình nó trói mình rồi là không có gì xong, có kéo nào cắt. Mà chỉ có cái điều mà Đức Thầy biết, bể ái hà gươm linh sớm dứt, để lòng bồ đề sắt đá dám kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ để huynh noi chế sửa sang thời thế. Chỉ có cái gươm linh là trí tuệ, không chỉ có trí tuệ mới là đoạn dứt được những cái ô nhiễm, những cái mà nó ràng buộc chân của chúng ta. Như vậy thì sau khi mà chúng ta nghĩa là hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch nó lòng, hay là mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, đến lúc đây chúng ta sẽ được đi vào cái ngưỡng cửa giải thoát. Rồi bây giờ là thoát dòng cương tỏ, pháp thân nhẹ nhàng. Thì sau khi nghĩa là chúng ta nghĩa là thoát cái coi như là cái khỏi cái cảnh rồi là giả tạm của tiền rồi, không bị là như con chim không vào lưới và xích xì không trói thân cho chúng ta được đó. Vậy thì đến lúc đây bây giờ đó là chúng ta sẽ được gì thưa đồng đạo? Tính xong món nợ lần khân. Vậy thì tính xong món nợ lần khân, mà nợ lần khân là nợ gì? Có người ta nói nợ lần khân là nợ vợ nợ con cũng được, nợ lần khân là nợ ân quán cuộc đời này tứ ân tam nghiệp cũng được. Tất cả đều mà cái gì mà chúng ta dai đó, mượn nhờ nhỏ sự giúp đỡ người khác đều là nợ. Mà trong cái món nợ lớn này đó gọi là ân nợ là tứ ân, mà nghiệp nợ là tam nghiệp. Rồi nợ là ân ái đó là với nhau trong cái nghĩa vợ tình chồng. Mà Đức Thầy dưới sanh ở trong trần có người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh quyền tước đó, đây là những cái vừa qua chúng ta tìm hiểu đó. Rồi tới nghĩa vợ tình chồng, cái tư tưởng đã rù quến tâm trí con người mãi vào sẽ không thể nào thoát ly ra được. Cho nên từ dầu không thế nào thoát ly ra được, từ cái chỗ hoàn cảnh cuộc sống bản thân chúng ta bị ràng buộc cả đời này, rồi khi mà chết rồi đó, chết mà chưa bị được tự do nữa chứ, tính đâu bây giờ khổ quá chết cho khỏe, nhưng mà không có khỏe. Đức Thầy biết là kịp đến khi tử thần gõ cửa, số vô thường đã đến, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần trí hôn mê rất lý tiếc cõi đời cửa nhà con vợ. Khi nên khi đó kẻ thì phùng mang trợn mắt, người thì chắc lưỡi nghiến răng than thở, giật mình kêu than thảm thiết, gần hấp hối tâm thần sao sát, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng. Thôi quý vị có sung sướng không? Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không mà tính xong được rồi á, thì chúng ta không thoát được cái sự đau khổ, sự chi phối cuối đời gọi là cận tử nghiệp. Thôi thì bây giờ tính xong món nợ lần khân đây. Một là muốn tính được món nợ này chúng ta phải làm sao? Giống như cái người đang thiếu nợ, nợ ngân hàng, nợ nóng, gia tiền, gia vàng, nợ ngày, nợ tháng gì có đủ hết. Giờ chúng ta muốn trả nợ, một là đừng mượn nữa, chứ vay mượn hoài mà bây giờ không có vốn trả mà mượn hoài thì nó nợ, nó đẻ lời lời đẻ vốn ra hoài thì cuối cùng chúng ta không trả được. Một là ngừng, không tạo, không vay nợ, không mượn nữa. Thứ hai là ráng làm sao cho có tiền, có vốn để mình trả từ từ, đóng lời từ từ rồi trả vốn từ từ. Đó là hai cái cách để mà chúng ta giải quyết cái nợ. Cái thứ ba là nhờ cái người nào có vốn, có khả năng đó bảo lãnh cái nợ giùm mình. Đây là chỗ thân dữ lắm mới bảo lãnh được, chứ không ai mà lãnh nợ cho mình trơn. Chỉ trên đời này chỉ có một người lãnh nợ cho mình thôi. Ai đó thưa đồng đạo? Chỉ có Đức Thầy mà xuống đây lãnh nợ cho mình, vì mà thấy mình quá khổ rồi. Cho nên bị cái nợ đời, nợ lần khân này buộc vô chân mình ở cõi đời này, cho nên Ngài xuống đây lãnh nợ cho mình. Ngài dưới nguyện uống cho đời chén thuốc cay đó, hay là ta chịu khổ, khổ cho ba tánh.
Vậy thì bây giờ trước hết á, là chúng ta không tiếp tục gây nợ nữa. Tại vì nơi cõi tạm sông sầu bể khổ là ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Thấy không? Vậy thì bây giờ một là không gây nợ danh lợi tình nữa, rồi không gây cái nợ là tứ ân nữa. Bây giờ hôm nay vốn là chúng ta có thân này là đã mang nặng tứ ân rồi, chỉ trả thôi. Đó, cuối cùng ra là tu đền thôi. Còn ba nghiệp này bây giờ chúng ta dừng lại ngay. Hồi xưa thì cứ nhờ nuôi thân này cho nên sát giết để nuôi thân, sát giết trong thú vui, sát giết trong sự dị đoan mê tín, rồi sát giết để tạo ra cái của cải vật chất để bồi bổ cho cuộc sống vật chất viên thư gần viên thân, rồi trộm cắp tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu giọng ngữ tham lam sân nộ và mê si. Đây là tam nghiệp sanh mười ác, đây là cái món nợ gọi là nghiệp nợ. Vậy thì hôm nay hai cái món nợ là mình thấy là quá nặng nề rồi, phải không cái đồng đạo? Còn chưa nói bây giờ là cái nợ khi mà đời kiếp này đó làm vợ làm chồng với nhau mà nếu mà đàn áp người ta quá đó là kiếp sau ta quán hận ta trở lại ta đàn áp mình lại. À, cho nên đức thầy rồi từ cái món nợ, ví dụ như chúng ta vay tiền mượn nợ mà khi chết rồi đó có những người người ta không có của trả, tôi nói thôi giờ tôi nếu mà tôi mượn anh mà không trả được cái kiếp sau tôi trở lại tôi trả cho, thì coi như đây cũng là cái nợ này nó kéo dài nó buộc chân mình nữa. Thưa quý đồng đạo, cho nên đức thầy là ngài mới than rằng đó, tại vì trong cuộc đời này chúng ta bị những cái duyên quan trái, những sự ràng buộc chúng ta. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhút nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tạo bán thần, thần trí cực nỡ lần khấn chẳng dứt. Vì lần khăn này bây giờ một là cái nợ này á, là nó tiếp nối nó không ngừng nghỉ, nó không có rước được, gọi là lần khăn. Còn lần khăn đây á, chứ lần là lớn chứ khăn là lần lã. Cái nợ này nó lớn lắm phải không? Ai nói nhỏ đâu, nợ lớn lắm nhưng mình lần lã với nó, bỏ quên nó, xem thường nó. Cho nên vay 10 triệu mà bây giờ mình không lo là vốn là đáo hạn để trả ra thì tiếp tục tới năm sau nó ra nhiêu, mười mấy triệu, mà nếu từ từ hoài đó. Vậy thì chúng ta gây nợ này đó, đời kiếp này mà chúng ta không lo tu thân lập hạnh niệm Phật ăn chay bố thí làm lành gì chân đó ha, mình không có tu đền ở thế được thì đời kiếp sau nó chồng lên. Qua giai đoạn ân xá này rồi đó ha, rồi coi sau này là coi như là nợ tính là nặng lắm thì phải không? Cho nên lần khăn là mình xem thường cái nợ, cho nên nó không quan tâm tới cái nhiệm vụ tu thân lập hạnh, không cố công gắng sức để tạo phước tạo duyên, để rồi chúng ta không có cái vốn gì chân sao trả nợ. Mà nếu mà không trả nợ rồi thì cái nợ đó đâu có buông tha mình phải không? Bây giờ một là làm cái thủ tục đi xuất cảnh về Tây Phương, xem coi sổ nợ và ngân hàng còn dai này, nhà nước không có cái giấy do làm sao làm hộ chiếu không, rồi coi thôi thủ tục lên sân bay. Bây giờ mình còn thiếu nợ ba cái người nợ ta chặn được, ông này thiếu nợ rồi chưa trả nè, cuối cùng kéo mình lại. Cho nên sợ e rằng tới cái giờ phút mình sắp sửa mà nguyện cầu sanh cực lạc đến long qua về Tây Phương đó mà chúng ta nợ đời không dứt được, mà không ai đến đây bảo lãnh thôi để cái mấy người này để tôi lãnh cho, thì coi như mình không cách nào mình đi. Vì đời kiếp này chúng ta cố gắng làm sao, một là tự lực tu hành bằng cách là ngăn ngừa những sự quấy lỗi không phạm trong thân khẩu ý, và trong bốn ân đây chúng ta gán tu đền bằng cách vừa một là tu đền trả, hai là tu cầu hàng ngày, ba là tạo phước duyên để nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Công quả tu hành đó còn cách đền, niệm Phật để có công đức để đền, rồi bây giờ cúng lại sớm chiều để đền, làm tất cả những cái việc cần thiết trong bản thân của chúng ta, cái gì cái cố gắng chúng ta làm, đó là nhiều cái cách để chúng ta hợp tác nhau để chúng ta đền ở thế, để giải quyết cái nợ lần khăn này. Vì thì tính xong món nợ lần khăn, mà tính xong là sao biết sao xong thôi. Thì cái thứ nhất đó, cũng như cái đoạn đức thầy nói là việc nhà quý bạn đã xong thì mới hiệp nhau làm phước rõ lòng người nhân, chứ việc nhà quý bạn không xong đi làm phước khó lắm. Xong có nghĩa làm tròn bổn phận. Còn hôm nay chúng ta nghĩa là nếu nói cái nợ đời, nợ thế này mà trả đó thì không ai mà trả cho xong được.
Thậm chí đến khi mà ông Phan Châu Bá, khi Đức Thầy gọi Tổ Đình Hòa Hảo đó, ông cũng bày tỏ cái tâm cảm suy nghĩ chắc ra trăn trở của ông đó. Ông làm bài thơ hỏi Đức Thầy rằng là: tan bồng nợ thế trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa sử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Đó, cho nên bây giờ cái nhân đạo, đạo làm người trong xã hội đời này, đối với vợ chồng, con cháu, anh em, dòng họ, quyến thuộc, bè bạn, rồi đối với xã hội nhân sanh trong tứ ân trọng đại, làm sao trả được. Nhưng mà Đức Thầy Ngài chỉ trong cái cách để mà trả nợ nợ thế đó, Ngài mới làm cái thơ đáp họa lại rằng là: đành rằng nợ thế trả chưa xong, biết chắc là ông trả không xong nổi rồi đó, nợ nhiều đời quá rồi, sao mà kiếp này trả được. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là mà biết ăn năn sửa lấy lòng đi. Ăn năn là quy y sám hối đó. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lắm dữ đi, rồi sửa lấy lòng hàng ngày, thân khẩu ý mình thanh tịnh đi, tam nghiệp mình thanh tịnh đi. Rồi bây giờ là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp. Vậy thì cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Giống như bây giờ là muốn làm giàu phải gắn tránh đừng cho thiếu nợ đó. Vậy thì hôm nay mình niệm Phật là có vốn làm giàu, nhưng mà cái nợ tam nghiệp này mình không tu thì coi như mình bên đây tạo về tiền mà bên kia thì là cứ mượn nợ hoài. Như vậy thì hai cái nó không cân đồng với nhau. Vậy thì hôm nay đó, nếu thầy niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp là một, thiền từ thầy rước lại non bồng, đó là phương diện cứu độ giai đoạn một, đưa mình đến Long Hoa để chầu Phật. Rồi hai nữa là tiếp theo cái hạnh tu hàng ngày đó, non bồng tiên Phật xót sanh linh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, và an phận hơn bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu dạng thân mình. Vậy thì chúng ta muốn trả cái nợ lần khăn, tính được nợ lần khăn này đó, thì hôm nay chúng ta nghĩa là niệm chữ Di Đà tán chiêm là trì hành tịnh độ môn. Rồi bây giờ là trí huệ trao dồi kháng kệ kinh là hàng ngày chúng ta trí huệ trao dồi bằng cách là học rộng, nghe nhiều, nghe kinh điển giáo lý, nghe Phật pháp, đó là trí huệ trao dồi. Mà Đức Thầy biết hỏi con: đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, để mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Phương pháp trao dồi trí huệ thứ hai là chúng ta giữ giới, để làm cho tâm chúng ta trở về dứt đoạn sự ô nhiễm, đi vào cái chỗ định và phát sanh trí huệ. Đây là tam sở học môn, là giới định huệ. Đó. Rồi thứ ba là Đức Thầy dạy chúng ta phải niệm Phật để đi đến cái chỗ là nhất tâm bất loạn, đi đến chỗ là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, để cho lòng mình được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Mà khi không còn trượt nhiễm trần ai, tất nhiên là chúng ta đã không có gây nợ nữa. Mà từ cái chỗ đi vào cái chỗ và thanh tịnh vô nhiễm trí huệ viên minh, thì công đức vẹn toàn, thì chúng ta đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Công quả đó sẽ chia làm bốn phần: một là để trả đền ở thế, thứ hai là đền trả ơn tứ ân trọng đại cho tổ tiên bà cha mẹ, thứ ba là diệu dụng cái công hạnh tu trí tuệ Phật pháp này để phát sinh trí huệ, để rồi đem đạo pháp quyền tham độ tranh trong sanh chúng hết lầm hết mê, để cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng lý trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tỉnh là đường vô sanh. Còn cái vốn đó đó, chúng ta đến Long Hoa chầu Phật để làm món quà, đó là coi như là công đức phước duyên, để đến đây làm là một cái thành quả trong con đường tu chúng ta, để Ngài chuyển lập hồi Long Hoa chọn như đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị sơn ngâu. Chứ nếu mà mình làm mà thiếu vốn trả nợ thì vốn đâu mà đi, giống như vốn đâu mua vé để mà đi dự hội, phải không? Cho nên mình phải dành một số vốn này để mua cái vé đến Long Hoa chầu Phật. Rồi còn số nữa thì mình chia cái phần này phần sau cùng đó, là nghĩa là cái ngày đó là chúng ta nghĩa là nhờ đó là tính xong rồi nợ lần khân, thoát dòng cương tỏ, pháp thân nhẹ nhàng rồi, thì ngày đó chúng ta mới có cái vốn về quê, đó là về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển, khùng ngồi sử phân, quyền cơ mái tạo xoay dần, đồng về Phật cảnh mười phần sinh tươi, thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Thưa quý vị, đó ngày đó là Liên Hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu là ngày này, và Tây Phương đua nở qua liên chờ người hữu phước thiện nhân từ hòa là ngày này. Vì cuối cùng tu đền nợ thế cho rồi cũng trong cái pháp tu này, và thì sao đó mới được đứng ngồi tòa sen. Đây là con đường rốt ráo để chúng ta đạt được kết quả. Vậy thì sau khi tính xong món nợ lần khân rồi, là món nợ này lớn nhưng mà bây giờ mình quan tâm nó thì trả sớm muộn gì cũng hết. Mình trả không phải người khác tính trả tiếp cho mình. Bây giờ có chương trình hợp tác rồi. Hồi xưa mình sống độc thân, sống đơn thân, không có hợp tác với ai. Trên là ông Quy Tâm Bảo, dưới thì không theo đạo theo thầy, sao là không gần với đồng đạo mình. Bây giờ mình vô cái hội đồng rồi thì có gì, cả hội đồng gánh vác cho mình tiếp thôi. Có tự lực có tha lực. Thì sau khi mà chúng ta nghĩa là tính xong món nợ lần khân thì thoát dòng cương tỏ, pháp thân nhẹ nhàng. Cái dòng cương tỏ là gì? Mà Đức Thầy cho biết là dương dấn trong dòng cương tỏ ấy, lòng nào mà chẳng xót thương chung. Đó, cho nên cái dòng cương tỏ nghĩa là
con ngựa nó có nhờ sợi dây cương, thấy không? Hễ miệng muốn lái nó đi đâu là dùng dây cương giật đó, tỏ là cái mồm, có nghĩa là sợi dây cương nó kéo ngang cái mồm để làm cái dấu hiệu là con ngựa mà ta giật bên trái thì nó đi qua bên trái, ta giật bên phải nó đi theo bên phải. Còn hôm nay chúng ta cũng bị cái dòng cương tỏ đó. Hỏi sao thưa đồng đạo? Anh ơi, anh giờ hết gạo rồi anh ơi. Cái nó giật mình cái bây giờ bữa nay không đi từ thiện mà hết gạo hả? Thôi nó giật cái bây giờ phải đi làm gì cho có tiền mới được. Đó, rồi bây giờ thêm cái chỗ nữa đó. Con nó tía bây giờ á, bạn con giờ nó mua chiếc xe tốt nó đi, bây giờ con đi xe cùi không à, hư tới hư lui, thôi tía ơi gắng làm có tiền cho con mua xe tía. Nó giật mình cái bây giờ đi làm đi mua xe. Đó, cho nên cái dòng cương tỏ đây là muốn nói cái sự ân nghĩa cuộc đời. Những cái món nợ này đó, trong cái nợ vợ, nợ con, nợ là nợ xã hội gia đình và cái nợ bản thân của chúng ta. Do đó đó mà cái dòng cương tỏ đây là muốn nói cái sợi dây nhân duyên và nghiệp lực. Đó, hãy miễn mà nó, khi mà chúng ta nghĩa là con ngựa mà chúng ta chưa làm chủ được đó, bị sợi dây cương. Mà Đức Thầy cho biết cuộc đời nay như ngựa buông cương rồi, khó dừng lại khi gió cu lập bập. Vậy thì sau khi mà chúng ta biết được cái cuộc đời đau khổ vô thường rồi, hồi xưa mình đều để cho cái dây cương nó khớp cái mồm mình, nó giật mình, cho nên mình giật đâu chạy đó. Giật cho cái danh thì mình chạy kiếm cái danh, giật cái lợi kiếm cái lợi, giật cái tình nó kiếm cái tình. Đó, cho nên vì vậy đó mà hôm nay đó, chúng ta sau khi mà giác ngộ, Đức Thầy chỉ biết rằng là sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát. Vậy thì sau khi chúng ta đã tỉnh ngộ, đã nghe lời Phật thuyết để thoát mê suy nghiệm lẻ quyền thâm rồi, thì chúng ta tỉnh ngộ trong cái sự vô thường của vật chất, của cải, tỉnh ngộ trong cái thân tứ đại vô thường là giả, tỉnh ngộ trong cái cuộc sống nương mượn của thế gian này mấy mươi năm này cũng tạm thời rồi đã đi. Do vậy mà chúng ta giàu cho có cố thân cố sức để giành giữ bảo thủ đi nữa, cuối cùng chúng ta chung cuộc chỉ mang câu thất vọng xong đời ghi chất mối sầu ưu. Cho nên hôm nay bây giờ tuy còn đó nhưng chúng ta sẵn sàng buông bỏ nó bất cứ giờ nào. Phải có lập trường giống như bây giờ tôi sắp chết, tôi sắp chết. Hễ mình muốn giận rồi nói tôi sắp chết, muốn tham gì tôi sắp chết. Đó, muốn cái chuyện gì xảy ra bây giờ tôi sắp chết rồi, mà người sắp chết không ai muốn gì hết, phải không? Do vậy mình phải lập trường giống như mình sống chờ chết, chết kế bên, tử thần kế bên, cho nên sợ đó mà chúng ta không liên lụy với cái sự việc giờ đời nữa. Rồi bây giờ cái thứ hai là chúng ta thấy cái con đường giải thoát, đó là cái ngưỡng cửa là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con đường đi vào cái thể tánh an nhiên thanh tịnh vô nhiễm, đó là một con đường là thênh thang rộng mở. Vậy thì hôm nay chúng ta nhờ buông bỏ sự đời mới trở về với đạo, buông bỏ vật chất trở về tinh thần, buông bỏ sự tham sân si mới trở về với là trí tuệ, thì chúng ta mới là pháp thân nhẹ nhàng. Chứ còn nếu không có ra thì pháp thân mình nặng nề, phải không? Vậy thì pháp thân là gì? Bởi vì chư Phật khi mà tu đắc đạo có ba thân: một là thanh tịnh pháp thân, hai là viên mãn báo thân, ba là thiên bất quá thân. Vậy thì hôm nay chúng ta còn cái thân này cũng là pháp thân, nhưng mà cái sắc pháp là thân còn đang nương mượn tu tập, thân giả, nhưng nó cũng là pháp thân tạm thời để chúng ta nương đó mà tu. Mà cái hồi xưa giờ cái pháp thân của mình đó là bị các nghiệp nó ràng buộc, nó nặng nề. Hôm nay mình cắt đoạn đi những cái sự ô nhiễm các nghiệp trần, đó, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm rồi, tính xong rồi đó, thì một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần và lần bước đến cõi giải thoát. Thưa quý vị, vì thoát dòng cương tỏ có nghĩa là tuy sống trong cảnh duyên thân nhưng mà chúng ta không bị nó làm chủ. Giống như Ngài cho biết ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tốt, tâm lìa cõi mê. À, cho nên quý vị, đây là thoát dòng cương tỏ, sống như vậy là thoát dòng cương tỏ rồi. Cho nên pháp thân nhẹ nhàng là ngày nào muốn đi nghe pháp nghe, ai cản mà được không? Thấy không? Đồng vợ đồng chồng hai người cùng đi nhau, ai cản ai? Rồi bây giờ con cái thấy cha mẹ mình lớn lớn rồi, già tuổi lớn tuổi rồi, thôi để cho ông đi tự do, để nhà tôi gánh hết cho. Cho nên mình đã tính xong là mình dạy dỗ rèn luyện con cái mình, gọi là quyền cha quản sức gia đình, dạy con phải bép dạng dịnh hiếu trung rồi. Thì mình đã tính xong từ cái chuyện là đào tạo rèn luyện đạo đức cho con cái mình, rồi đó là chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền, mình đã tu tròn cái đạo nhân lương rồi. Cho nên đó là chúng ta đã làm xong nhiệm vụ pháp thân nhẹ nhàng. Thứ hai là chúng ta không còn bị dướng dấp với cái chuyện hơn thua, phải trái dinh nhục cuộc đời này nữa, mà đi vào cái không của đạo pháp, để chúng ta nghĩa là Đức Thầy cho biết đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Vì chính cái không đó là cái chúng ta nghĩa là pháp thân nhẹ nhàng. Một là không bị danh lợi tình ràng buộc, đó là pháp thân nhẹ nhàng.
Hai là không bị tham sân si, nó làm chủ thân ca tâm của chúng ta là pháp thân nhẹ nhàng. Ba là các nghiệp là sanh luân hồi sanh tử không làm chủ cho thời đời mạng của chúng ta, vì chúng ta sống trong chánh mạng cho nên chúng ta pháp thân nhẹ nhàng. Thì hôm nay đời kiếp này Đức Thầy cho biết tu với tỉnh bảo toàn thân thể và giữ đường mòn linh tánh 12, đây là cái chỗ chúng ta sống trong pháp thân là chân pháp thân, là trở về nghĩa là đem về giác tánh chân như kim thân thiện giết trừ tử sanh, đây là pháp thân nhẹ nhàng. Hiện đời là thân hiện hữu chúng ta là sắc pháp đã được nhẹ nhàng vì chúng ta giải thoát, đã giải thoát bằng sự về cái chân thân là chân tâm Phật tánh của chúng ta khi trở về rồi đó, gọi là ta chỉ dốc tầm đài nguyệt kiến cho dương trần gọi chuyển sai lầm định thần dẹp hết tà tâm quần lai bổn tánh thần khâm quỷ nhường, cho nên lúc đó là nhẹ nhàng. Hồi xưa thì mấy ông thần thì bây giờ điểm danh mình đó mà coi như mình làm sai để hành hạ, còn bây giờ tử thần kia thì chờ mãn phước ra tay bẻ họng, mà bây giờ là thần không quỷ nhường rồi thì lúc này là chúng ta nhẹ nhàng. Con đường sanh tử ba đường ác đạo khỏi xuống nữa là nhẹ nhàng rồi. Con đường này là muốn sống sống chết chết, thân liên quan quá sanh tử tại, một mai thấy chúng Phật đài không có không già không bệnh chẳng ngày nào lo, đó là nhẹ nhàng. Và để tiêu diêu đạo đức luận bàn, hôm nay quý vị mới tiêu diêu đạo đức luận bàn là đi nghe đạo đây, nó tạm thời đây thôi, và sau này khi mà mãn duyên tu kiếp này rồi thì dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Đó là con đường mà cuối cuộc đời của chúng ta là quyền cơ máy tạo xây dần đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi thánh chiên vừa nhích miệng cười chúc mừng trần thế của người chân tu là ngày này. Kính thưa quý vị, thì qua bốn cái câu giảng này đó thì chúng tôi xin là tóm lược với ý nghĩa để rồi đồng đạo chúng ta nghĩa là mình tạm nắm hiểu vậy đi, còn những cái gì mà chưa có rõ đó thì chúng ta sẽ tìm giải thích thêm. Thì Đức Thầy muốn nhắc nhở cho chúng ta đó là ý thức trong cái cuộc sống vô thường của thế gian thân của cảnh đó. Rồi bây giờ là cái thứ hai là cái thảm họa của cái cuộc sống ràng buộc ô nhiễm đó là giống như con chim bị lưới giăng đó, rồi cái thân thì chúng ta như xích xiềng trói trăng, đó là những cái vật chất, cái nghiệp nó bao dây nó làm khổ đau chúng ta. Rồi hôm nay con đường tu đây là muốn thoát khỏi gì, chúng ta diệu dụng pháp tu là giữ giới để đoạn dứt, và tu đó là thập thiện báo tứ ân niệm Phật để chúng ta đi vào cái chỗ là có diệu dụng công đức năng lực trí huệ để chúng ta đoạn dứt được các nghiệp là tính xong. Rồi thì là chúng ta sẽ được giải thoát là thân không còn bị điên đảo, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết các sự phàm trần và lần bước đến cõi giải thoát, đó là pháp thân nhẹ nhàng. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ coi lại còn thời gian bao lâu để tôi giải quyết mấy câu hỏi này của thưa quý đồng đạo. Vậy hả? Thôi giờ cho thêm hả? Dạ. Hãy giờ mình coi khoảng chừng 1 tiếng 20 phút 30 phút được rồi. Kính thưa quý vị, cái câu hỏi đầu tiên đồng đạo chúng ta muốn hỏi là ráng tu dẹp phá đạo lưu bù, thấy chúng đời này lạc chữ tu, sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý, một ngày hội hiệp hết mà luôn. Hồi xưa giờ mình nói là đạo Phật, đạo Thánh, đạo Tiên, Tam Giáo, các tôn giáo khác đều là có một cái tên gọi riêng của một tôn giáo. Như vậy thì đạo lưu bù này là cái đạo nào ở đâu? Như vậy giờ ai là giáo chủ của đạo này, tôn giáo này? Chúng ta phải biết. Nhưng mà thưa với đồng đạo, bởi vì cái giờ nó khó lắm, thì mỗi người có cái quyền tín ngưỡng riêng, dầu cho đạo chánh đạo tà gì cũng có cái quyền của người ta. Mình nói đạo này tốt đạo kia xấu cũng không được đó. Thôi giờ mình nói mình đi, cái đạo lưu bù đó là cái đạo lưu bu đó, hay là lưu bù là cái như là nó lưu mà còn bù luôn đó. Lưu là không có sáng, mà bù là tối mịt luôn, là hết biết luôn rồi đó. Có nghĩa từ xưa tới giờ đó, lý do chúng ta làm sao đây? Đức Thầy chỉ biết là mãn mê danh lợi đạo lưu bù, hay là lời lành mắt lắp tai ngơ, đua theo vật chất hững hờ đàm tiên. Chứ hồi xưa giờ là mình theo danh lợi tình tài sắc ngũ dục, theo là cái bên ngoài, cho nên chúng ta thêm cái là âm thanh sắc tướng rồi mê tín dị đoan đó, rồi thờ cúng thì nhiều ngôi. Cho nên cái chỗ nào mình không biết mình là tôn giáo nào, nói giờ Phật giáo Hòa Hảo mà vô rồi tôn chỉ ba ngôi thì mình dư, phải không? Còn bây giờ mình nói rằng là mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà nghe ở chỗ nào là coi bói coi tai gì mình cũng chạy tới mình coi coi số mạng căn nghiệp của chúng tôi rồi sao cả gì mà lao đau lẫn đận hoài, cho nên mình cũng lu bù rồi đó. Tại sao mình học đạo thầy là cái chánh pháp, đi vào cái chánh tính chánh kiến, mà mình không có tin vào nhân quả, mà mình cứ coi nhờ người này bói người kia đoán hoài, cho nên mình cũng lu bù luôn.
Đó, rồi cái thứ hai đó, Đức Thầy cho biết rằng là ham công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Mình do lo vật chất văn minh trên mình lu bù, mình thiếu trách nhiệm bổn phận với cái đạo lý làm người, phải không? Rồi đối với tất cả tứ ân trọng đại, chúng ta cũng vì là vật chất danh lợi đó mà chúng ta cũng không quan tâm tới. Rồi vì con đường sanh tử, sống lên sanh lên chết xuống mà chúng ta bị vô minh che mờ căn trí, cho nên chúng ta không biết con đường nào chân lý, con đường nào là phước, con đường nào là tội, con đường nào siêu, con đường đỏ, cho nên mình bị lu bù luôn, là bị màn vô minh che mờ căn trí. Nên thường khi nhận ngụy làm chơn, rồi mới tới lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rỉnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên gần người bác, đây là đạo lu bù đó. Chứ còn mình nói đạo lu bù là đạo này đạo kia thì cái đó là chuyện mỗi một tôn giáo nó có cái cách để vận dụng cách tu của người ta, mình không nên nói, mà chỉ nói riêng là mình có lu bù hay không. Tuy rằng nói Đức Thầy ra đời dạy cái đạo chánh, bởi vì dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, mà bây giờ Đức Thầy ra mình đã gặp được đạo chánh rồi, nay gặp gốc phải mau tầm gốc, mà bây giờ mình lu bù như vậy mình nói ai? Cho nên cái lu bù trước mắt là chúng ta đừng sống theo cái sắc tướng âm thanh nhiều, đó là nếu còn đó chúng ta lu bù. Cái thứ hai là chúng ta đừng có bị chạy theo danh lợi tài sắc ngũ dục để làm mất đi cái tiếng, cái tên, cái hình thức là người hòa hảo, nhưng ra đời tứ đổ tường có đủ hết là mình bị lu bù rồi đó quý thưa quý vị. Còn lu bù cái thứ ba là lu bù về nghi thức, chúng ta đừng nên thờ dư, thờ phải biết ý nghĩa. Rồi cái thứ tư là lu bù trong cái công việc làm ăn, làm trong chánh nghiệp, chứ đừng có đụng đâu là coi như chúng ta nghĩa là chạy nghĩa là dòng do đó để mà lao thân vào cái cuộc sống tranh đua hơn thua sống chết với nhau đó, lu bù rồi. Vậy thì lu bù ở đây là muốn nói cái người không biết cái phương hướng, không rõ cái định hướng, không có lập trường và không có ý chí và không có cái sự sáng suốt nhận hiểu được đúng sai phải trái, đó là đạo lu bù. Rồi bây giờ là thấy chúng đời này lạc chữ tu, bởi vì Đức Thầy nhìn thấy chung rằng đó là trong cái buổi hạ quân cùng cuối, Ngài đã khẳng định rằng là người tâm trí tối đen đời lắm ở dương khoái khối đó. Cho nên hay là từ nay cửa khổng gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết luôn. Mà nhưng mà bây giờ do cái chỗ là văn minh vật chất, Đức Thầy khẳng định đó, bài từng tận trước sau chung thủy, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa nè, nghiệp tổ tiên thì con cháu dạy bừa, học thói mới lăn lòn theo sở dục, tuổi trẻ thì bây giờ vật chất văn minh nó làm mờ mịt đi, còn tuổi lớn thì Đức Thầy cho biết rằng á là từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh giả truyền, mai sau được gặp cánh tiên, thủy tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta. Cho nên nếu mà mình đi rơi lọt vào đó là mình lạc chữ tu, còn á mình theo màu nhiệm linh thính đó là lạc chữ tu, vào âm thanh sắc tướng là lạc chữ tu. À, cho nên đi vào cái chỗ tà tâm, không được chánh tính, không được chánh tâm, đó là lạc chữ tu. À, tất cả đều chúng ta tu căn cứ theo cái tôn chỉ hành đạo Thầy là không lạc chữ tu, mà đi ngoài tôn chỉ là tôn chỉ thờ cúng, trong đó giới lực pháp môn, mà đi sai rồi là kể như là chúng ta lạc chữ tu. Chứ không biết bây giờ sao, à, bây giờ nói tu gì lạc, tu kìa lạc gì, căn cứ vào đâu mình biết ta lạc? Căn cứ một là về cái nghi thức tôn chỉ mình làm trúng là đó là không lạc, đi sai là lạc. Thứ hai là đôi khi hình thức bên ngoài nó trúng, nhưng coi lại cái tâm của mình nó có trúng hay không nữa. Cho nên tự mình biết mình lạc hay không, tự mình biết mình. Chứ đôi khi bên ngoài không ai biết cho mình lạc, nhưng mà trong nó rong mình lạc rồi. Như vậy thì ở đây đó là Đức Thầy biết rằng là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ đi nghe cạn lời, chớ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa, làm theo thì đắc đạo, đây là không lạc. Còn mà tìm hiểu nghĩa mà không làm theo vẫn lạc chữ tu, không đắc đạo được. Rồi sớm tỉnh kệ kinh, tìm nghĩa hiểu lý, có nghĩa là chúng ta muốn không lạc chữ tu, không đi xa vào con đường đó là đọa lạc luân hồi, thì bây giờ là sớm tỉnh kệ kinh đi. Bởi vì kinh kệ đây là giáo pháp, là phương tiện, là con đường trí tuệ đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sớm tỉnh kệ kinh là trở về, quay trở về cái là học. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy biết là chi bằng theo học đạo màu đó, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên, tham chi giả tạm cổ tiền như chim vào lưới xích xiền trở thân. Đây là cái đoạn vừa qua chúng ta trình bày. Như vậy sau khi mà mình quay trở về quy đạo pháp và học hỏi kệ kinh, mà Đức Thầy biết rằng nam mô miệng niệm hàng ngày, lánh lời vô mị học rài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trân. Như vậy thưa quý đồng đạo, vậy thì tỉnh kệ kinh và tìm hiểu lý đó. Chứ còn bây giờ mình đọc hàng ngày, sáng đọc, chưa đọc, chiều đọc, đọc tối ngày, nhưng mà mình không họ hiểu nghĩa lý thì cũng không được. Bởi vì là Đức Thầy cho biết
nghĩa là ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà quyền bí, nhiều lời chỉ thiệt xa. Đó, bổn đạo quán tầm cho đó là như vậy. Thì hôm nay tất cả đồng đạo chúng ta phải tìm hiểu nghĩa lý của đạo của Đức Thầy dạy. Thì tiếp theo cái câu sau đó là một ngày hiệp mặt hết mờ luôn. Vậy thì cái ngày hiệp mặt đó là ngày nào thưa đồng đạo? Bây giờ cái ngày nay là ngày hiệp mặt là mình nói gần đây đi. Chứ nếu ở nhà mình hiểu người hiểu kiểu này, người hiểu kiểu khác, lâu lâu cái mình đến đây là giữ cái buổi thuyết giảng giáo lý, những cái câu mà giáo lý viên trình bày đó, đồng đạo chúng ta theo dõi rồi đưa lên câu hỏi nhóc chân nè, hỏi lại coi cái này có nói gì mà sao. Cho nên tìm hiểu lý gọi là cộng hợp tác cái biết chung, chứ không phải chúng tôi biết mà nói cho quý vị nghe, mà bây giờ chúng tôi trình bày cái hiểu của chúng tôi về góc độ nhận thiết thức về giáo lý của thầy. Rồi cô bác đồng đạo những việc cao minh lớn tuổi là trí thức trong đạo mà thấy đó, rồi bắt đầu mới rút tỉa kinh nghiệm, và đôi khi chúng tôi xuống diễn đàn phải góp ý giúp giùm đó, hỏi ở đây rồi xuống phải nhắc nhở giùm chúng tôi, đó là một ngày hiệp mặt hết mờ lu liền, chúng tôi luôn được sáng tỏ mà đồng đạo mình luôn được sáng tỏ, phải không? Còn một ngày hiệp mặt hết mờ lu đó là ở đây là muốn ngày thứ hai đó là thầy cho biết đó, hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở các hài. Thì cái ngày đó đó ngài cho biết rằng đó là từ nay cửa khổng gài then chờ ta trở lại thì đèn hết luôn. Thì cái ngày mà Đức Thầy quay gót trở lại cõi Ta Bà để khai đạo cứu đời, để rồi là làm cho chúng ta để tỏa sáng được chân lý, đó là một ngày hiệp mặt là bước đầu. Cái ngày Đức Thầy đó là trở về đó, nghĩa là ai hỡi dân lành ta sẽ đợi, đạo người sửa trọn dứt làm than. Thì hết mà lưu ở đây đó là chừng nào thầy lại gia trung thì trong một đạo bóng tùng phủ che. Ngày đó nghĩa là cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật tánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca chúc trăm họ muôn nhà thanh thái. Vậy thì cái ngày đó hết mà lưu là coi như một là truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam đã sáng tỏ, thứ hai là cái phẩm hạnh tu tập của người tín đồ Phật giáo hòa hảo và nhân sanh đã được đền bù xứng đáng, thể hiện cái thành quả chúng ta đó là muốn lên tiên được cảnh tiên nước thang vinh hạnh thầy riêng cho mình, từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Hết mà lưu chứ đã nghi không biết ông này tu nữa sau này sao. Rồi bây giờ cái thứ ba là một ngày hiệp mặt hết mà lưu là sau khi chúng ta nghĩa là tâm và trí hợp tác với nhau, là sống về cái chỗ là đem về giác tánh chân như, là hợp mặt với nhau rồi thì chúng ta nghĩa là được sáng tỏ có trí tuệ, là một chánh định. Thiệt là rất khó giữ tâm lòng bất động như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn, là hết mà lưu là ngày chúng ta đắc đạo. Còn sau cùng là cái ngày đó Đức Thầy ngày đó cho biết chọn những nước tu hành cao công quả để ban cho xứng dĩ xứng ngâu. Cái ngày đó là sáng tỏ hoàn toàn, phan quý đồng đạo, khỏi ai phân bì phân nói cao nói thấp gì hết trơn á. Thôi thưa quý vị, cho nên từ đó thì cái ngày họp mặt này nó có 3-4 vấn đề. Một là họp mặt với nhau để mà hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành để khỏi không còn mờ lưu cái đạo nữa. Cái thứ hai là cái ngày hiệp mặt là chúng ta đến Long Hoa chầu Phật, đó là hiệp mặt. Thứ ba là trở về tâm trí chúng ta, trở về là cái thể thanh tịnh để chúng ta nghĩa là minh tâm kiến tánh thành Phật, có trí huệ một cách giải thoát trọn vẹn trong đời kiếp này, đó là hết mờ lưu, là chúng ta sống trong trí huệ. Thưa quý vị, thôi câu trả lời đến đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng đạo chúng ta hỏi còn nhiều câu quá. Vậy thì cái câu mà đồng đạo Quỳnh Văn Nhật ở Tân Bình hỏi, xin giáo lý viên giải cho đồng đạo được nghe. Bạc không cánh đổ thai chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Bởi vì cái câu này thầy nhận xét về cái thời kỳ lúc bấy giờ. Ngài viết hai cái câu này là trong cái quyển nhì là gì thưa đồng đạo? Là kệ dân của người khùng. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang siêu thế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương nên ta xảy ra thảm thiết. Rồi mới tới bạc không cánh đổ thai chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Rồi mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Rồi thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo. Đó, rồi gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Vậy thì đây là một cái bối cảnh thực tế trong cái giai đoạn Đức Thầy ra đời mở đạo. Đó là cái một
là thời kỳ chiến tranh thế giới bùng nổ. Quý vị nhớ rằng trong giai đoạn này đó là đất nước Việt Nam của chúng ta rơi vào cái tình cảm rất là đau khổ. Cái nạn đói là miền Bắc phải chết cả 2 triệu người như vậy. Đức Thầy ngày còn đi thuyết pháp khuyến nông và đó là vận dụng để cứu đói cho miền Bắc. Vậy thì thưa quý đồng đạo, thì do đó đó mà bạc không cánh đổi thay chẳng biết. Có nghĩa là đồng tiền lúc bấy giờ đó nó không quan trọng, nghĩa là một đồng tiền đó là coi như là một lượng vàng lỗi sàn gạo đó. Nó nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế là cái thời kỳ này. Cho nên tiền bạc bây giờ đó nó không giải quyết được cái sự đói khổ của nhân loại. Vàng dầu cho có bao nhiêu đi nữa giờ cũng không có thể mà giải quyết an ổn được cái nỗi khổ của nhân loại, của đất nước, của dân tộc lúc bây giờ. Đó là nói về sự. Còn nói về lý đó, cho nên bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Đây là muốn nói cái tâm địa của người chúng ta đó. Là gì đây? Giàu đổi bạn khinh khi kẻ rách là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Vậy thì hôm nay đó, khi mà cái người ta nghèo đó, thì cái tình nghĩa xe là nó sâu đậm, thương mến với nhau, hết lòng với nhau. Nhưng mà khi giàu rồi đó thì người ta hay đổi, phải không? Hay đổi lòng đổi dạ lắm, phải không? Rồi bây giờ giàu vàng đó, bị nghèo đi nữa. Lúc bình thường cái tâm ở chúng ta còn tốt, tâm chúng ta còn đầy đủ cái tình nghĩa với nhau. Nhưng mà khi mà bị nghèo rồi đó, vàng cũng không còn nữa. Chúng tôi kể câu chuyện nhỏ cho quý vị nghe đó. Có một cái anh đó là nhà quê đó, ảnh túng trong cái lúc cần thiết tiền bạc, cho nên anh bán một sở đất. Khi mà bán một sở đất rồi đó, cái người mua đất người ta mới đào liếp, đào bờ lên để người ta sử dụng cái miếng đất. Khi đào xuống gặp hũ vàng. Khi mà đào gặp hũ vàng rồi đó, cái ông mua đất đó, ông mới nói cái hũ vàng là tài sản của cái ông chủ đất thôi, giờ mình đem đến mình giao cho ổng đi, mình chỉ mua đất thôi, đâu có tính có vàng đâu. Khi mà đem đến mà giao cho ông chủ đất rồi đó, cái ông chủ đất nói cái đất tôi bán cho anh, tất nhiên tất cả cái quyền là sở hữu gì trên đất đó thuộc của anh, vàng đó may mắn anh mua được cũng của anh cứ đem về đi. Nhưng quý vị biết rằng qua một đêm suy nghĩ đó, cái ông mua bán đất, ông nói thì nói vậy chứ cũng đây là tài sản ông bà mình để lại, tại sao người ta mình bán đất chứ đâu bán vàng. Thôi để gắng mau trời mau sáng thức dậy đang đòi hũ vàng lại. Còn cái ông mà đem lại trả vàng, ông có suy nghĩ không đây? Mình bữa hồi sớm thì mình tính là vàng của người ta, nhưng mà nghĩ rằng mình mua đất mình được quyền, mình vàng của mình chứ. Hai bên bây giờ sáng nhau gặp lại á, nói anh à, hôm qua tôi từ chối với vàng, chứ thật sự tôi suy nghĩ cái đó, thôi anh gửi lại cho tôi. Cái ông mua đất, ông nói không có được. Hôm qua tôi tính giao cho anh, chứ bữa nay là cái đó thuộc của tôi, tại vì tôi mua đất, tất nhiên cái gì anh nói là của vàng là của tôi. Hai người cãi nhau hoài, bây giờ không ngã ngủ vấn đề. Sau khi đem ra thưa với quan á, quan hỏi gì chứ lúc ông bán đất, ông nghĩ trong đất ông có vàng không? Nói dạ tôi không biết. Cái ông mua đất, ông hỏi ông mua đất, khi ông mua đất ông nghĩ trong đất có vàng không? Nói dạ cũng không biết. Nói vậy ông bán ông mua ông không biết, vậy thì vàng này của quan chứ đâu phải của mấy ông. Dạ. Rốt cùng là hai ông không có được miếng nào trơn á. Cho nên bây giờ cái gọi là thời kỳ hoàng kim là bước đầu là thời kỳ rất là tốt đẹp. Cái người đạo đức nhân nghĩa đầy đủ chứ. Nhưng mà chỉ có qua một đêm à. Kẻ nhất dạ thường sanh bá kế đó, để gạt người làm thế cho mình. Cho nên qua một đêm là nhất dạ là một đêm, sanh ra 100 kế rồi, cho nên nó thay đổi lòng dạ con người. Gọi là lòng người chẳng ớt mà cay đó, bị câu tài sắc đổi thay không lường. Cho nên ông quan đó nếu mà để hai người nào mà tranh đoạt giết chóc nhau thôi, ông quan thu lại đây giữ đây đi, rồi mới giải quyết sau. Đây là cái cách xử lý rất là thông minh, rất là sáng suốt của ông quan. Chứ không nghĩ rằng ông quan này ông tha, ông lấy gì của ổng nha. Thưa quý đồng đạo, đó là cái chỗ là bạc không cánh đổi thay chẳng biết. Đây là nói giữa sự và lý. Vàng quỷ nghèo mấy chiếc chẳng còn, mà bây giờ thầy nói lòng sắt son dám sánh nổi ngàn vàng, khó mua chuộc những người đầy liêm sĩ. Mà mình mà không đầy liêm sĩ lưng một chút rồi đó là vàng cũng mất luôn đó. Mà cái người mà đầy liêm sĩ là ngàn vàng khó sánh. Còn tại sao bây giờ Đức Thầy biết Dương Trần hãy ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Mà mình vì đó là tiền vì bạc mà bỏ nhân bỏ nghĩa, đó là bạc không cánh rồi, đổi thay chẳng biết nó bay giờ nào nó bay đó. Thấy không, là bạc bẻo cuộc đời đó, con người nó bạc đãi lắm. Rồi vàng người tham của cải vì quyền lợi, cho nên đó là nhân nghĩa cũng không còn, mấy chiếc cũng chẳng còn luôn. Thưa đồng đạo, thôi thì bây giờ chúng tôi xin tạm trình bày vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ tiếp tục cái câu nữa là đồng đạo hỏi, và bây giờ nhiều câu quá, tôi không biết câu nào trả lời câu này câu kia không được.
hang lòng chữ dạ chớ hoài lo, ngọc ẩn non côn tở lửa lò, châu lạc đường dê nương bước ngựa, núi truông qua đặng rác lần dò. Đây là cái bài thi Đức Thầy viết cho trong cái bài Thiên Lý Ca cho ông Cả Châu là ông Phan Ngọc Châu đó. Bởi vì sau khi ông Cả Châu ngộ được giáo lý Đức Thầy rồi, ông mới từ quan phế chức, bỏ cái chức Hương Cả, xin trở về tu. Cũng chính cái đoạn này Đức Thầy là ông đến tha với Thầy là con muốn là rời bỏ danh lợi trở về tu, mà con xin thâu việc không được. Đức Thầy viết cái bài an ủi là đây khuyên đó, đắng cay ráng chịu, mặt người trên bận biểu chẳng phê, muốn cho thân vượt khỏi lề, cấm xào trì trí một bề là tu. Vì phan lòng chữ dạ chớ hoài lo, chữ phan là cái họ của Phan Ngọc Châu. Nhưng mà cái phan đây cũng muốn nói rằng là mỗi người chúng ta đó, gọi là chữ phan lại là gì? Phan lòng là cái tâm chúng ta, nghĩa là gọi là nó bị duyên nhiễm, nó bị vọng động đó, đó là phan duyên đó. Vì vậy cái lòng của chúng ta từ xưa đến giờ đó, mình không có một lòng một dạ, không chặt chẽ với nhau. Hôm nay bây giờ quay về cửa, về với cửa đạo đó, chữ dạ là nấu lòng. Chúng ta hay nung nấu cái tấm lòng, ý chí, tâm tư của chúng ta. Khi vào đạo thì một lòng một dạ, sống sanh ra phận rau mài, một đời một dạ, một đạo đến ngày chung thân đi. Thì muốn dặn ông Phan Ngọc Châu đó, là từ đây về sau đó, ông đã quyết quy bỏ đời theo đạo, bỏ danh lợi để rồi theo thầy. Thì thôi bây giờ cả kêu kìa hỏi là ai, quan trường rồi dứt mặt mài chùi lao, lui chân ra khỏi cho mau, tìm trong lãnh đục tẩu đào mai hoang, để theo ta đến chốn tiên bang. Vậy thì bây giờ phải chữ dạ là nung nấu cái lòng ông, ý chí của ông phải giữ vững. Chứ đừng có bây giờ hôm nay bỏ danh lợi, bỏ chức việc theo đạo tu thời gian rồi, bây giờ ông không chữ dạ đó ha. Cái bắt đầu ta nói này nó kia, nó trời ông đó xong tự nhiên cái bỏ vậy, cái nói cái ông thay đổi, cho nên không phải chữ dạ. Chữ là nung nấu, gìn giữ chặt chẽ trong lòng mình, phải không? Chớ hoài lo. Bây giờ ông giữ lập trường đi tu thì cứ tu. À, rồi bây giờ đừng có lo cái chuyện bên ngoài. Dầu cho cái người Pháp có ký tờ cho ông thâu việc hay không, kệ đó, đừng quan tâm nữa. Và ông cứ lo tu đi. Đó, muốn cho thân vượt khỏi lề, cấm xào trì trí một bề lo tu đi. Thì chớ hoài lo nha. Một là không lo sự đối đãi hơn thua nữa, và tâm sớm trụ trợ trở về, dễ không móng vọng ngoại duyên nữa. Và ngọc ẩn non côn tở lửa lò. Bây giờ ngọc ẩn non côn mà vàng rơi sông Lệ, đây là cái câu tỷ dụ. Là bên đó là ở cái biển Bọc Hải đó, có ba cái hòn đảo: Bồng Lai, Phương Trượng và Danh Châu. Vậy thì ở núi Côn Lôn đó, như vậy thì ở trong đó đó, là trong núi nó có nhiều cái viên đá, nhiều cái hòn đá, nhưng mà trong hòn đá đó có những cái viên ngọc quý. Bây giờ người muốn tìm ngọc phải đập từ cái viên đá này tới viên đá khác, thì có ngày cũng là có được cái viên ngọc quý thôi. Như vậy thì Đức Thầy cho biết rằng đó, ngọc báo quý ẩn trong Nam Đỉnh, muốn tìm kim đáy biển gắn công, thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hãy mau cài cấy. Như vậy thì ngọc ẩn non côn muốn nói rằng cái sự đó là sao, thưa đồng đạo? Là ở trên kia đó, là ngọc báo quý ẩn trong Nam Đỉnh, đó là cái nơi mà Đức Thầy chỉ cho chúng ta, mình ai cũng biết rồi đó. Còn cái ngọc ẩn non côn, cái nghĩa thứ hai đây đó, là muốn nói cái viên ngọc tâm của chúng ta, là Phật tánh của chúng ta đó. Là Ngài cho biết rằng là Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Vậy thì ngọc ẩn non côn đó là mình có Phật tánh. Tở lửa lò có nghĩa là trong cái lò đó, tuy rằng lấy nó tắt liệm như vậy, nhưng mà trong đó có một cái lửa nó còn ẩn trong đó. Ý nó ở ngoài, trong cái cõi trần gian, ngoài trong cái thân chúng sanh tứ đại, ngoài trong cõi đời đầy cái ô trượt này, nhưng trong đó có lửa lò. Vì Phật tiên thánh muôn loài dạng vật của trong quả đất dựng gầy, siêu thăng nhẹ tách đường mây, trầm lưng qua nghiệt càng gây thêm vài. Vì thì gẫm trong cõi tạm nhiễm màu, nhưng mà ngạt mang xác thịt khó hầu cậu bay. Ngoài cái xác thịt tứ đại đây, chúng ta có cái tâm. Ngoài kiếp hù du của trực thế, còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Đó là tở lửa lò đó. Thưa quý vị, coi như có một lần nọ, tôi nhớ cái câu chuyện, có một cái vị thầy đó sai là đệ tử ra, là con ra lấy lửa đem cho ta. Cái đệ tử ra nghĩa là nó ra cái lò lửa, cái lò, cái bếp đó, nó cào hoài kiếm hoài không có thấy, không thấy một cái miếng lửa nào nữa. Dạ thưa thầy, trong bếp không có lửa thầy. Thì khi đó ông thầy ông bước ra vô đó, ông cào ra còn một cục than đây, đỏ đây. Ông nói đây là cái gì đây? Thì tất nhiên muốn nói rằng đó, đôi khi chúng ta bỏ quên đi, mình nói là mình chúng sanh không à, nhưng mình là Phật nè. Giống như mà con trù non là nó gọi là con sư tử đó, mà sống với đàn trù đó, mà nó nói tôi là trù non không à. Nhưng sau khi mà Chúa Sơn Lâm mà nắm nó, nhìn xuống cái dòng suối đó, nó
rõ ràng nó là sư tử, cho nên nó rầm hét lên nó là sư tử. Hồi xưa giờ mình sống trong cuộc đời này bình thường, bị lăn lộn giống như viên ngọc mà nó bị lăn lộn, bị ẩn tàng trong đá, trong đất, trong cát, trong bụi, trong sỏi sành. Nhưng chúng ta không thấy giá trị đạo đức, giá trị cái tâm lành, giá trị cái Phật tánh của chúng ta. Nhưng thực chất khi mà chúng ta biết được rằng mình có Phật tánh, cá to mà phải ở ao đó, hôm nay chúng ta muốn ra biển gạo phải nhào kiếm xong. Vậy thì chúng ta muốn phát lộ được tâm từ bi, phát được lộ được lửa lòng của chúng ta, thì bây giờ hãy cố gắng quay về là Châu Lạc Đường Dê Nương Bước Ngựa. Bây giờ Châu là gì? Là ông Châu là cái tên của ông Phan Ngọc Châu. Nhưng hôm nay ông đã lạc đường dê, nghĩa là đường dê là đường của thầy. Bởi vì nay rừng bụi có người mở ngõ thì nương theo, noi theo dấu thỏ đàn dê. Mà đức thầy tuổi Mùi 1119 kỷ Mùi là đường dê. Vậy thì đường dê ông lạc cái con đường chánh đạo từ lâu. Hôm nay ông quay trở về, đó là một cái cơ kỳ. Hồi giờ nương bước ngựa. Hồi xưa ông đi lạc con đường đạo, nương với con đường đời là bước ngựa, là có cái bước và nó dông rủi, nó chạy hoài. Bởi vì là cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại khi gió cua lập bụp. Ông mà trước đây đi theo con đường danh lợi, hôm nay trở về con đường đạo pháp. Vì vậy thì bây giờ đây là một con đường thay đổi, cải đổi cái lý tưởng cuộc sống, gặp phải nhiều cái trở ngại khó khăn. Vậy thì núi truông qua đặng gắn là dò. Chữ núi là cho những cái hòn núi cao thấp. Những cái đồi núi chúng tôi đi ra miền Trung đó, thì khi mà chúng tôi hỏi cái chỗ cái truông là gì bác, ông mới nói là cái truông là những cái vực thẳm sâu ở dưới. Núi là trên đồi cao mà cái truông là cái vực thẳm. Vậy thì hôm nay đó, đối với cái người tu của chúng ta, đâu phải mình đi trên cái đường bằng phẳng không thưa đồng đạo. Mà Ngài cho biết rằng á, là vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc đó hài. Đó, hay là bây giờ là trong cái vấn đề núi truông đây, là chúng ta trên bước đường tu gặp phải những thử thách. Ông nhồi quả cho người hành đạo lúc nguy nàng, thấu chí cùng chăng, nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng hoặc thanh. Vì bây giờ tu gặp cảnh thuận cũng tu, mà nghịch cũng tu, khó cũng tu, mà dễ cũng chúng ta cũng phải cố gắng mà tu. Để rồi bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, để thiên địa tuần quờ gom một mối phàm trần giảng kiếp, mới kiến bồng lai. Kính thưa quý vị, vậy thì núi chuông qua đặng, bây giờ chúng ta muốn vượt cái qua cái cảnh thử thách khó khăn cùng cực, sống chết kế bên. Nhưng mà chúng ta phải gán lần dò đi. Đi lẹ không được thì đi chậm. Bây giờ thầy biết tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần mũi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng, đâu nản chí mà ngừng việc phải. Mà nếu chúng ta không nản chí mà ngừng việc phải trên con đường tu, thì chắc chắn chúng ta sẽ ra khỏi, qua khỏi núi nghiệp đó, rồi qua khỏi cái chuông đó, là cái nơi đó là hang hóc của cuộc đời. Con đường đó là luân hồi đau khổ. Thưa quý đồng đạo, thôi thì ở đây chúng tôi không thể nào mà giải quyết hết được. Một là núi truông đây còn muốn nói là cái con đường danh lợi và tài sắc ngũ dục trong tham sân si nhân ngã. Nói chung là đây là những pháp tỷ dụ mà Đức Thầy muốn nhắc nhở trước là ông Phan Ngọc Châu và chung là tất cả đồng đạo chúng ta. Thôi thì cái phần trình bày của chúng tôi đến đây cũng xin khép lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, rất là chân thành cảm ơn các vị đại diện chính quyền địa phương đã hoan hỷ tham gia và giúp đỡ cho cái mọi mặt về cái cuộc tổ chức hôm nay. Và kính cảm ơn ban tổ chức, các ban trị sự, các vị đồng đạo đã hỗ trợ nhiệt tình để mà giúp cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trong giờ phút này. Tuy nhiên cũng không đáp lại những cái yêu cầu mà đồng đạo chúng ta muốn tìm hiểu, bởi vì đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, mà Phật pháp vô biên mà sức người hữu hạn. Do đó xin hẹn lại cái duyên sau, và chúng tôi cũng rất mong sự hoan hỷ, sự đóng góp và chia sẻ của đồng đạo để giúp cho chúng tôi là bồi bổ thêm kiến thức trong nhiệm vụ phổ truyền chánh pháp của Đức Thầy. Và xin kính chúc quý vị được tăng trưởng hạnh lành đức tin, sức khỏe ý chí và bồ đề tâm tăng trưởng để tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.